Với những thông tin trong cuối tuần vừa rồi thì có lẽ làm anh chị mình mất ăn mất ngủ. Nhưng mà ngày hôm nay là một phiên giao dịch đầu tuần và thị trường của chúng ta phản ứng tương đối khá là ngược lại với những gì anh chị nhà đầu tư mình hay nghĩ. Rằng thị trường sẽ có những cái cú đổ vỡ nhưng không. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta lại tăng điểm và kéo trong phiên ATC tăng khoảng 247 điểm và đóng cửa qua 1103. Và ngay từ buổi sáng ATO thị trường của chúng ta có những cái nhịp biến động về mặt tâm lý rất nhiều. Và anh chị nhìn bên phái sinh ngay ngày hôm nay á, nó mà một cái gấp đau và thấp nhất là phái sinh rơi về 1080 và cao nhất là thị trường phái sinh kéo về 1117 tức là cái biên của thị trường lúc này là khoảng 37 điểm nó đang nói cho chúng ta một cái vấn đề là tâm lý anh chị mình đang bị dao động rất là lớn và bên chiều hướng của phái sinh thì bắt đầu sau khoảng 2 giờ 5 thì bắt đầu có những cái lực cầu vào và đạp từ 1117 xuống về 1098 và thị trường từ tăng 10 điểm kéo xuống về giảm 2 điểm nhưng mà kết phiên thì bên phái sinh nó đóng cửa giảm khoảng 3 điểm thôi. Nên là anh chị thấy là bên cơ sở ngày hôm nay nó cũng có một cái tính chất mang tính mang tính uh, ổn định hơn và nó mang theo cái chiều hướng là tích cực hơn so với những cái tâm lý hiện tại. Và anh chị mình hỏi rằng Em ơi, liệu cái cái vụ SCB nó có phải là cái sự kiện tiên ga đen hay không? Thì anh chị đã thấy trong năm 2022, khi mà VN Index của chúng ta đổ đều bởi những cái thông tin liên quan đến trái phiếu và ngân hàng nhà nước phải có những cái động thái mới là như thế nào? Đó là gì? Tăng lãi suất tiền gửi tăng lãi suất khi động lên thì lúc này để mà tránh nhà đầu tư rút tiền rồng từ những ngân hàng ra một năm SCB họ trả lãi suất cao nhất lên đến khoảng 12%. Và đó là một trong những cái câu chuyện của quá khứ. Và hiện tại anh chị thấy với cái câu chuyện của SCB á đang được điều tra và gần như là đi đến hồi kết đúng không ạ? Gần như là đã, đã bắt được tạm giam bà Trương Mỹ Lan rồi. Nên cái câu chuyện thị trường giảm mạnh á, nó chỉ theo cái tính chất về tâm lý thôi. Còn cái trend của thị trường hiện tại vẫn là đáy sâu căng đáy trước và đỉnh sâu căng đỉnh trước nên chúng ta vẫn có thể đầu tư trong giai đoạn hiện tại. Rồi, và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi qua về những cái chiều tác động đến thị trường những cái mã mà kéo thị trường ngày hôm nay á, là đặc biệt những cái cổ phiếu khu công nghiệp, trong đó là có SGC, nè, VGC nè, KBC nè, GVR. Còn bên chiều hướng giảm thì anh chỉ thấy là một vài cổ phiếu trụ MWG, Vinamil, MBB, Gas, sb thôi. Và phải nói là phiên ngày hôm nay là một cái phiên rất là hay. Gần sau khoảng 2 giờ thì nó kéo những cái cổ phiếu chứng khoán. Ví dụ như là BSI bật tăng trần nè, hay là CTS cũng tăng hơn 5% nè, hay là những cái cổ phiếu à, FTS nè, nó cũng kéo ra đó khoảng 3.54% dòng tiền vào rất là cuộn cuộn VND cũng vậy kéo ở đó khoảng bao nhiêu à, 4.69% mang một cái tâm lý là thoải mái hơn và với những cái phiên như thế này thì em đánh giá là thị trường nó đang trong cái quá trình là sideways nên sẽ có những cái biên giật lên giật xuống nên trước mắt anh chị phải trang bị cho mình một cái tâm lý một cái tâm lý phải là cứng cái đã một tâm lý mình phải cân bằng cái đã vì anh chị mình tâm lý không cân bằng là sáng ngày hôm nay anh chị đã bán hết những cái lượng hàng của mình ra rồi thì bây giờ em xin làm một cái khảo sát nhỏ Có anh chị nào bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin SCB Mà sáng ngày hôm nay anh chị bán những cái lượng cổ phiếu của mình trong ATO hay không Nếu như anh chị nào mình lỡ bán anh chị bình luận số 1 Vì ngày hôm nay em sẽ tặng anh chị rất nhiều những cái cổ phiếu Mà chúng ta canh những cái điểm nổ của nó Còn nếu như anh chị mình không bán bình luận số 2 giúp em Rồi bắt đầu em sẽ đếm từ 1 đến 5 nha 1 2 3 4 năm Anh chị mình có bán không ạ? À? Anh chị nào mình lỡ bán thì anh chị phải xem đến cuối cái buổi live ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay là một trong những cái phiên tổ chức nó đánh rất là hay nha. Tuy là thị trường giảm nhưng mà có một vài cổ phiếu tăng trần, ví dụ như là SSC. Đấy. Thì hiện tại là phải nó bị lỗi anh chị mình chờ một tí nha để em đón lại. Rồi, với số liệu của nước ngoài ngày hôm nay họ mua khoảng 465 tỷ, trong đó là có SSI, VND, HDBank và em thấy là ngay từ buổi sáng á, khi mà thị trường chung của chúng ta giảm điểm là những cái lực cầu vào rất là ok. Dòng tiền vào cùng cuộn và bắt đầu từ những cái dòng tiền của nước ngoài ngay từ buổi sáng là họ bắt đầu gom rồi và họ gom khi thị trường chung giảm điểm vì cái tầm nhìn của họ là trung hạn dài hạn là 5 năm 10 năm nên là cái câu chuyện thị trường giảm họ mua là vấn đề là bình thường còn ngắn hạn thì anh chị thấy là tâm lý nhờ tư luôn có một cái xu hướng là hành động theo đám đông khi mà ra những cái thông tin SCB là em biết rồi thôi xong rồi kiểu này ngày mai thế nào cũng bị bán tháo và em đã dặn anh chị trong room hệ thống khách hàng em đã chia sẻ rất là rõ mọi người không bán tháo đúng không à? em có gửi cái tin nhắn trong room cộng đồng đó và anh chị nào mình chưa vào room cộng đồng của em có thể bấm vào bên dưới bình luận tham gia trong đó nha rồi với số liệu của tự doanh thì trong ngày hôm nay họ bán khoảng 31 tỷ trong đó là có eb evf và là mình những cái chiều hướng mua thôi còn lại là họ cơ cấu ra nhìn chung thì thị trường nó cũng không có biến động gì mới à, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích vào cái chủ đề ngày hôm nay đó là cú upsilon siêu to của dòng chứng khoán khi mà anh chị thấy những cái cổ phiếu nó kéo trần bsi hay là cts hay là vnd đó có phải là những cái điểm mua hay không và khi nào chúng ta sẽ sử dụng machine cũng như trong cái buổi ngày hôm nay em và anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích đâu là một cái quả tennis khi thị trường chung rơi nó hồi mạnh nhất và đâu là cái quả trứng gà khi thị trường chung rơi và nó không thể nào mà nó bật lên nó mặc khác gì? nó vỡ luôn đó là một trong những cái mấu chốt rất là quan trọng và trước khi bắt đầu cái phần ngày à, phần chủ đề của thị trường thì anh chị có thể là mình vào mình chào nhau một cái để mà chúng ta lấy một cái tinh thần lấy một cái năng lượng chia sẻ cho nhiệt tình hơn được không ạ à? rồi anh chị mình chào nhau một cái để mà chúng ta cùng nhau đi phân tích với thị trường trong phiên đầu tuần ngày hôm nay nha rồi thì đầu tiên em cũng xin chào những anh chị nào mình đến với kênh đầu tư cùng với quý stock rất vui rất hân hạnh khi mà có sự góp mặt của anh chị trong cái buổi ngày hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách với thị trường ngày hôm nay thị trường giao dịch ở những cái mức là 757 triệu cổ phiếu ngang ở những cái mức trung bình và khi thị trường chạm về những cái vùng hỗ trợ quanh 1080 1090 ở đây thì bắt đầu là có những cái lực cầu vào và anh chị thấy là hiện tại hai cái đường trung bình MA25 và MA15 đang bắt đầu ngoắt lên đúng mà đang bắt đầu ngoắt lên đây là một trong những cái sướng tương đối khá là quan trọng vì khi anh chị đầu tư trong sướng những cái đường trung bình này nè nó nằm dưới và cái biên độ giá đây là cái biên độ giá của cổ phiếu mà cái đường trung bình nó nằm dưới cái biên độ giá có ý nghĩa là gì là bên dưới nó là hỗ trợ Bên dưới nó là hỗ trợ thì cái, cái việc mà thị trường chỉnh xong nó khó. Nó chỉ cần rơi về những cái vùng quanh trung bình là sẽ có những cái lực cầu vào. Và hiện tại anh chị thấy là thị trường của chúng ta nó cũng không mà lệ. khi mà chạm về những cái vùng đó đó trung bình 15 phiên, trung bình 25 phiên quanh 1090 1092 là có những cái lực cầu vào tương đối khá là tốt. Và có nhiều anh chị mình cho rằng quan điểm à ngày hôm nay thị trường hồi thanh khoản bé nó là bô, nhưng mà em cho rằng ngược lại, thị trường sau những cái cú rơi nè, sau những cái phiên thấp thì những nhịp phục hồi tương đối là gì? từ thanh khoản bé lên hết chứ không thể nào mà nó hồi mà thanh khoản cao vì những cái phiên hồi thanh khoản cao đó, đó mới là những cái phiên tổ chức nó thoát hàng đó mới là những cái rủi ro ví dụ đây là cái phiên thị trường chung của chúng ta giảm khoảng 1.9% gần 26 điểm và sau đó thị trường có những cái quá trình cân bằng và phục hồi ngày 27 là đạt ngày 28 phục hồi và thị trường tăng 14 điểm tăng 14 điểm và thanh khoản của thị trường nó lại thấp hơn so với cái phiên rơi hình như mà, mà cái thanh khoản của thị trường lúc này nó thấp hơn cái phiên rơi nó đang báo hiệu cho chúng ta những cái vấn đề gì thứ nhất những ai cần bán họ cũng đã bán và cái dòng tiền vào đỡ lúc này không phải là dòng tiền của nhỏ lẻ vì sao vì anh chị nhỏ lẻ vừa bán ngày hôm qua làm sao mà anh chị dám mua lại ngày hôm nay chỉ có dòng tiền của những cái big boy những cái tổ chức và khi họ gom ở những cái vùng này nè họ gom gì gom trong nghi ngờ đúng không ạ? gom trong khi nhà tư mình cứ cứ sợ là ấp thì họ gom và sau đó xác nhận xác nhận thị trường của chúng ta đi lên và hiện tại thị trường chung cũng như vậy, không không chỉ là riêng giai đoạn này đâu. Lấy anh chị ví dụ nè, đây là đoạn thị trường chung của chúng ta có một cái cú tác out, một cái điểm rũ bỏ giảm 4.3%, uh, giảm khoảng bao nhiêu 55.8 điểm và thanh khoản của nó gần như là một cái phiên uh, tag out đi ngang thanh khoản bé này, đạp một phát. Ai không chịu bán những cái này mình lo ra bán, bán xong thì sao? thị trường của chúng ta phục hồi lên. Và anh chị nhìn cái phiên phục hồi của thị trường ngày 20 tháng 7 này, nó tăng khoảng 30 điểm mà thanh khoản của nó bao nhiêu? 537 triệu nó còn thấp hơn với so với trung bình 10phi nhưng mà sau đó thị trường chung của chúng ta nó vẫn tăng hay là những cái phiên này cũng vậy nè khi thị trường chung rơi có một cái nhịp hồi và sau đó nó test lại và anh chị nhìn những cái cú thị trường phục hồi nè thanh khoản của nó cũng ở những cái mức là thấp hơn trung bình đúng mà thanh khoản của nó cũng ở những cái mức là thấp hơn trung bình vì bản chất anh chị mình rất là sợ những cái phiên chỉnh chỉnh xong nó bắt đầu là mất khúc về thanh khoản đó chính là những cái lúc tổ chức nó bắt đầu nó gom hay là những cái phiên rủ này nè hình dung giúp em những cái điểm ruộng này là những cái nhịp gì những cái chất xúc tác cho mà cái quá trình tạo sóng diễn ra nhanh hơn đây nó đóng vai trò là một cú gì đạp nhà nhà, tư nhỏ lẻ ra khỏi thị trường và anh, anh chị biết cái lúc này nè khi nó đạp ngày 28 tháng 10 vừa đạp xong cổ phiếu nào đánh không cổ phiếu trong những ngành thép nó lợi dụng gì lợi dụng thị trường nó có một cú wash out và sau đó khoảng 2 tuần cổ phiếu bắt đầu bùng nổ bước vào một cái sướng mới từ những cái vùng giá xấu đi mà anh chị biết đỉnh điểm cổ phiếu này lên bao nhiêu mà lên những cái vùng 45, nếu mà chưa tính về cổ tức nó phải lên những cái vùng khoảng 50. Từ giá mà lên 50 tăng khoảng bao nhiêu lần? Tăng gấp 8 lần cho anh chị. Tăng gấp 8 lần. Và nếu như anh chị mình nói ở à, đây là bô, đây là phân phối thì chúc mừng anh chị, anh chị bỏ luôn một cái quá trình tăng mạnh nhất của một cái chu kỳ. Và trong một cái sướng thị trường uptrend đó trong một cái chu kỳ tăng trưởng của nền kinh tế, rất nhiều cổ phiếu nhân đôi. Nhưng anh chị có bao giờ đặt câu hỏi tại sao tôi chưa bao giờ nhân đôi cổ phiếu mà? anh chị mình có đặt câu hỏi không tại sao tôi chưa bao giờ tôi được một cái phần nhân đôi cổ phiếu trong khi trong một chu kỳ thị trường đi lên rất nhiều cổ phiếu nhân đôi nhân ba nhân bốn nhân năm nhưng mà tôi chưa ăn được một cái con nào nó nhân đôi cả vì sao vậy vì anh chị đang bị tâm lý anh chị bám bản liên tục phải nói là gì em là một trong những cái nhà tư vấn đi em là một trong những cái, cái nghề của em là phải coi thị trường nhưng em thấy nhiều người họ còn coi thị trường nhiều hơn em một lúc nha anh chị có bốn năm cái bản điện rồi anh chị thấy là tạo quả nhật ma luôn. Thị trường nó cứ tăng một cái nó giảm một cái là anh chị sợ, sợ bán cổ phiếu ra. Bán ra xong thị trường nhích lên một cái anh chị mua lại. Có ai mắc phải sai lầm đó không? Nếu như anh chị đã từng mắc phải sai lầm đó, anh chị bình luận chữ có. Em cũng đã từng bị rồi, nên chẳng có gì mà vấn đề mà chúng ta phải ngại với nhau. Chúng ta phải thừa nhận anh chị có mắc phải sai lầm đó không? Nếu như anh chị mình có, bình luận chữ có bên dưới đi. Mình thẳng thắn và mình phải rút ra những bài học thì lúc đó chúng ta mới thành công trên thị trường chứng khoán được không ai mà không cháy tài khoản á không ai mà không sai lầm á ngay cả mắt minervini họ mất 6 năm họ mất 6 năm để làm gì để mà ra một cái phương pháp và biết về cái quy tắc là cắt lỗ còn anh chị mới tham gia thị trường anh chị bây giờ mình chưa kiếm được tiền đó không phải là vấn đề quan trọng anh chị chỉ cần biết cách để anh chị kiếm tiền hình dung mà bây giờ tôi chưa kiếm tiền nhưng mà tôi có một cái bộ phương pháp tôi có một cái góc nhìn tôi có một cái tư duy em xin hứa anh chị luôn năm nay anh chị không kiếm được tiền thì năm sau anh chị kiếm được tiền mà năm sau anh chị không kiếm được tiền thì năm tới anh chị kiếm được tiền vì thị trường này nó là cái thị trường chuyển giao mà nó lấy tiền từ túi người không có kiến thức sang người có kiến thức lấy túi tiền của người chán nản người bi quan sang những người tích cực lạc quan nên đó, anh chị thấy thị trường giảm hay là thị trường tăng thì em vẫn ở đây để mà định hướng cho mọi người thôi và mọi người đừng có sợ uh, thị trường chung giảm là tao đỉnh hãy nhớ nè ông livermore livermore có một câu nói rất là hay Jesse livermore có một câu nói rất là hay đó là gì Đừng bao giờ lơ là việc nghiên cứu cổ phiếu ngay cả khi thị trường trung chỉnh vì rất có thể những siêu cổ phiếu bắt đầu từ những cái vùng chán nản đi lên. Hình dung được mà. Và ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó cũng đâu có ngoại lệ đó. Khi mà thị trường nó chán nản nhưng mà con SSC nó nổ. Và anh chị xem lại những cái video livestream của em á. Em nói những cái cổ phiếu này có khả năng rất cao là những cổ phiếu leader của bất động sản công nghiệp. Đúng hay rất đúng. Anh chị nào mình nhớ không? Anh chị mình xem cái video ngày hôm thứ sáu Thậm chí anh chị xem ngày hôm qua Ngày hôm có một cái buổi đào tạo cuối cùng về tổng kết khóa VSA và em đã đào tạo xong 6 buổi rồi. Và những anh chị nào mình muốn học 6 buổi đó, muốn xem lại thì để lại bình luận chữ tôi muốn rồi em sẽ nói bạn trợ lý để mà gửi cho anh chị ha. À, còn những anh chị nào mình xem rồi, anh chị xác nhận lại giúp em, có phải em nói cổ phiếu SSC khả năng rất cao là một trong những cái cổ phiếu leader của nhóm bất động sản của công nghiệp hay không? Và ngày hôm nay nó là điểm mua hay điểm bán? Bình luận ngay bên dưới giúp em đi. SSC là điểm mua hay là điểm bán? Bình luận, em sẽ đếm từ 1 đến 5. Một, 2 3 4 5 Bình luận ngay đây anh chị Điểm mua hay là điểm bán Rồi em thấy có anh chị bình luận Vậy anh chị mua hay anh chị bán Anh chị mua xong rồi anh chị làm gì được? Anh chị mua xong rồi anh chị kệ nè Không Đây là cái điểm mua của SC nè Và ngay từ buổi sáng là em đã lấy rồi Em đã lấy với SC Vì sao? Vì nó đi đúng với cái firm của mình Và em có thông báo trong room cộng đồng Room học viên của anh chị là gì Học viên BISA em báo là gì cổ phiếu SSC nó xác nhận nó đi lên. Rồi anh chị tự biết là mình nên làm gì đúng không ạ? À? Em có nhắn câu đó không? Em nhắn câu đó để làm gì? Để anh chị mình phải thực hành. Anh chị mình học nhưng mà anh chị phải thực hành enter, lúc đó anh chị mới có một cái kiến thức, anh chị mới có một cái kinh nghiệm để mà mình kiếm tiền. Còn bây giờ em tặng anh chị ba chữ cái rất đơn giản, em tặng anh chị những cái điểm mua ví dụ như là BDR nè, đấy, ITA nè, nhưng mấy ai giữ được cổ phiếu này? Rất ít anh chị. Nên cái chúng ta cần ở đây là trao đổi cái tư duy, chia sẻ và nâng cao lên cái góc nhìn thì anh chị mới kiếm được tiền Anh chị hình dung luôn mà SSC ngày hôm nay nó là cái điểm mua Vậy ngày hôm nay tôi không mua ngày mai tôi có mua được không Câu trả lời là muốn Nếu như ngày mai anh chị mua SSC Cái khả năng rủi ro anh chị sẽ cao Vì sao vậy nó đã xa cái nền Cái nền nó nằm ở đây Đúng mà Đây là gì đây là cái vùng giá vốn của nó Đây là gì đây là cái nền của nó Mà anh chị mua những cái vùng xa nền Thì cái rủi ro anh chị gặp phải là rất cao Lấy ví dụ anh chị nha Ví dụ anh chị công CTD à, Ví dụ, như là cái nền của cổ phiếu CTD là những cái vùng này, đúng không ạ? Đây là cái nền của nó, anh chị mua những cái điểm nào này, Hang về anh chị vẫn có lại, nhưng mà anh chị mua trên cao á, anh chị mua trên cao trên đây anh chị mới mua thì cái xác suất anh chị bị dính những cái nhịp điều chỉnh cùng với thị trường nó sẽ cao hơn. Vì sao vậy? Vì cái vị thế anh chị không tốt. Nên khi em đi phân tích con GTS á, em chắc luôn, kiểu như vậy, ngày mai cũng sẽ có nhà từ vùng một, nên em chia sẻ mọi người trước một cái vấn đề là gì? Anh chị không mua rướng trong ngày mai nữa. Mặc dù cổ phiếu này nó đã có một cái quá trình dòng tiền vào để mà xác nhận nha. Và đây là một trong những cái cổ phiếu có khả năng đi riêng lẻ đặc biệt là mạnh nhất bất động sản của công nghiệp ngày hôm nay nó là cái điểm mua của SSC đó anh chị và em đã nhắn anh chị rất là nhiều rồi và hy vọng rằng anh chị mình lên cho mình một cái sự chuẩn bị một cái kế hoạch mua và nếu như em á em hô thị trường bô em á em sợ thị trường sập thì ngày hôm nay em không mua SSC anh chị hiểu không ngày hôm nay em sẽ không báo anh chị mua SSC và anh chị mình follow trong room cộng đồng của em em có nói một câu nói là gì lúc khi thị trường giảm 7 7 điểm 8 điểm em nói là khả năng 90 thị trường nó đã, đã tạo đấy vì sao vậy? Vì em thấy có dòng tiền mới nó đổ vào. Dòng tiền nào đổ vào? Dòng tiền của bất động sản công nghiệp SSC nó đổ vào. Và tại sao nó phải đổ vào? Vì nó cảm nhận à đây là cái lúc để mà nó đánh. Hình dung đâu mà, tổ chức là cái thằng cảm nhận dòng tiền tốt nhất. Nó cảm thấy thị trường ok thì nó mới đổ tiền. Còn nếu như nó thấy thị trường bô thì nó đổ tiền để làm gì? Nên chúng ta khi đầu tư phải lừa những cổ phiếu làm kim chỉ nam. Anh chị phải cho mình một cái gì? Một cái con leader một cái kim chỉ nam như là một cái đèn pin soi đường khi mà anh chị đi ban đêm anh chị mới tự tin để mà mình giải ngưng và ngày hôm nay em vẫn không bán cổ phiếu nào nha. Ngày hôm nay tuy là thị trường của chúng ta buổi sáng ATO nó giảm 10 điểm. Em nói anh chị trong room, nếu như sáng ngày hôm nay giảm 10 điểm tôi không bán thì mắc gì thị trường rung lắc tôi bán. Đủ mà. Nếu như bán cơ cấu danh mục ok, nhưng mà bán sạch danh một để mà cầm tiền thì không. Vì giai đằng này anh chị bán ra xong, khả năng rất cao thị trường nó sẽ tiếp tục tăng trong nghi ngờ và chưa chắc anh chị mua lại được những cái cổ phiếu. Lấy ví dụ anh chị mua con BDR này, anh chị nào mình mua cùng hệ thống mắt hàng mua điểm này đi. Chắc gì bây giờ nó quay về dưới đây cho anh chị mua. Mà nếu như BDR nó quay về dưới đây cho anh chị mua là thị trường nó nát gáo nó nát như tương thị trường lúc này là gì nó biến nguyên cái vùng này là một cái cú hồi phục giả và nó rơi về những cái vùng phía dưới để mà bước vào cái pha test đây thì những cái thằng leader này nó phải cắm đầu xuống dưới lúc đó mới có giá rẻ cho anh chị mua lúc đó mới có những cái vùng giá 23 cho anh chị mua nhưng mà bây giờ làm gì có hình dung đâu mà nên khi em đã mua được những cái điểm này em không bán VDR mặc dù ok thị trường chung chỉnh chuyện của thị trường nhưng em vẫn không bán vì em có một cái chiến lược ủa thị trường chung chỉnh là tôi bán SSC à Thị trường chung chỉnh tôi bán ITA. Không, anh chị phải xây dựng cho một cái chiến lược. Tại sao mua thì sẽ quyết định tại sao bán. Mua vì đó là tích lũy, mua vì đó là vùng giá vốn và mua vì cổ phiếu vào sống thì tôi chỉ bán khi và chỉ khi cổ phiếu hết sóng. Hình dung không ạ? Anh chị hiểu bình luận số 4. À số 4 sao quá, bình luận số 5 giúp em đi. Anh chị nào hiểu bình luận số 5. Hình dung được không anh chị? Tôi mua vì có sống thì tôi bán khi hết sóng hoặc thị trường có những cái sự kiện thiên nga đen, chiến tranh, dịch bệnh nào đó thì tôi phải gì tôi bán ra mà tôi quản trị còn những lúc tôi đang lãi thị trường trung chỉnh ok nhưng nó vẫn đang nằm trong cái trên vẫn đang nằm trong cái tầm kiểm soát của tôi thì tôi không có lý do gì để mà tôi bán cổ phiếu ra để mà tôi cầm tiền sẽ có nhiều trường phái sẽ có nhiều đội nhóm kêu anh chị là chốt lại nhưng đối với em là em là dân đánh trên mà thị trường có trên là em đánh và anh chị nhìn giúp em này đây có phải là cái đáy sâu không cái đáy sau này nó có cao hơn cái đáy này không và cái đáy này nó có cao hơn cái đáy này không cao hơn đúng mà vậy đây gọi là gì uptrend đấy đáy sau liên tục nâng hơn đáy trước này đỉnh sau liên tục căng đỉnh trước thì đây gọi là gì là uptrend hình như mà và chúng ta chỉ kiếm tiền nhiều nhất trong uptrend chứ không phải là downtrend và phương pháp em là phù thịnh không phù suy downtrend gãy trend em sẽ bỏ nhưng mà khi thị trường xác nhận lên như này thì em sẽ đánh và biết đâu được đây là một trong những cái vùng chân sóng của thị trường rồi sao giả sử là anh chị coi thị trường chung của chúng ta nè đây là cái cú spring đi đây là cái cú robot bỏ trước khi thị trường lên đi đúng mà, đây là cái cú robot bỏ rơi về những cái vùng giá vốn của tổ chức khi mà bắt đầu một cái con một cái giai đoạn suy thoái đây là giai đoạn gì khủng hoảng ngân hàng khủng hoảng gì? Khủng hoảng về cái câu chuyện uh, SCB trái phiếu, rất nhiều cổ phiếu nó bị bán, bán mà rẻ hơn một cái cốc trà đá. Lấy ví dụ anh chị nhìn con C, con DG đi. Giá thấp nhất của nó là bao nhiêu? Giá 9. Anh chị nhìn mở mắt ra nó sàn hay là con gì? Hoa sen đi. Mở mắt ra nó sàn còn như giá 8.5, giá 8. Hay là anh chị nhìn những cổ phiếu CTS đi. Còn bao nhiêu? Còn những cái vùng giá 8, giá 7. Anh chị hình dung mà, đó là cái quá trình suy thoái, đó là cái quá trình hỗn loạn. Đây là cái đoạn của SCB, nó đã phản ứng bởi cái giai đoạn này rồi. Còn cái đoạn này thị trường nó là đang tăng cái vị thế và cái tính thời điểm nó khác nhau nên anh chị không thể nói là ở à, SCB là thiên nga đen rồi thị trường chúng sập và anh chị thấy đó thị trường chúng ta ngày mai nó kéo chứ nó đâu có giảm luôn mà kết phiên thị trường ở đâu có bị bán tháo kết phiên thị trường chung của chúng ta đâu có rơi mà nó kéo giật ngược lên thì nó đang thể hiện gì ý chí tạo lập đang muốn đánh lên hình như mà và trước khi nó đánh lên thì nó cần gì nó cần gom hàng và đây khả năng rất cao sẽ là cái vùng tái tích lũy của cổ phiếu cổ phiếu cũng như là thị trường trước khi bắt đầu một cái con sóng mới đó. tuy nhiên khi thị trường tái tích lũy sẽ có rất nhiều cổ phiếu tăng hình dung coi mà SSC nó tăng là thị trường nó mới tăng bao nhiêu hai điểm mà sgc trần cứng có anh chị nào mua được sgc không ngay từ buổi sáng là là chín giờ mấy là là em bắt đầu em mua cổ phiếu sgc rồi vì em thấy cái dòng tiền nó vào và em thấy cái cách nó đánh rất là mượt em mua xong rồi nó có những cái lúc kéo xanh về và nó uh, có những lúc gì là trần đúng không rồi nó kéo thả trần rồi lại kéo trần tiếp không có lý do gì mà anh chị không mua được chỉ có anh chị không dám mua và mua xong có phải là em thắng không mua xong có phải cổ phiếu chạy dưới V không? Câu trả lời em là không phải. Vì những cái cổ phiếu này nó đi trong cái bối cảnh là gì? Thị trường đang xa quay nên khả năng cao nó đi rất rất. Nó lên là nó chỉnh nó lên nó chỉnh nó giống con nó, nó giống cái cách đi của con BDR nha Nó sẽ giống cách đi con BR Đây, nó giống cách đi con BR đoạn này lên chỉnh lên chỉnh. Đó. Và em nói như vậy thì anh chị ngày mai đừng có mua rướng. Anh chị đừng có mua rướng vì sao anh chị mua rướng cái rủi ro anh chị sẽ gặp rất là cao. Thứ nhất là về cái T. Cái T cộng anh chị sẽ về muộn đó là những anh chị nào mình đang cầm SC thì em chúc mừng anh chị nha nhưng mà sau ngày hôm nay thì không còn điểm mua nữa mình phải chờ vậy anh chị đang cầm tiền anh chị muốn mua những cái mã cổ phiếu thì sao thì anh chị phải coi đến cuối cái buổi livestream ngày hôm nay tí nữa em sẽ đi phân tích anh chị những cổ phiếu tết cung mà có khả năng bùng nổ như là cái cách em tặng anh chị con ITA nè em tặng anh chị con Nam Long đúng không ạ tặng anh chị Nam Long cái điểm này nè anh chị mở lại YouTube là anh chị sẽ sẽ biết được hết. Rồi, vậy xu hướng của thị trường hiện tại của chúng ta là xu hướng tăng và khi nó chạm về hai cái đường trung bình 25 phiên và 20 phiên có những cái quá trình rút chân. Đây là một trong những cái vùng cầu tương đối khá là ổn định, khá là tiềm năng. Thì khả năng cao thị trường của chúng ta sẽ bước vào cái vùng hấp thụ trước khi đi lên. Nó sẽ có những cái mô tiếp là xuất sắc. zigzag. sắc. Và nếu như trong ngày mai ngày mốt mà thị trường nó lại tiếp tục mắc kéo rướng lên á. Nó kéo rướng lên á thì đó là những cái lúc anh chị không mua rướng. Vì sao? Vì đó sẽ là những cái cú gì? Buy in climax của thị trường. Vì sao vậy? Vì nó chưa kiểm tra cung cầu xong mà nó kéo gọi là kéo láo, kéo láo gọi là buy in climax. Quá mua, cái đoạn FOMO nó sẽ tạo một cái cú buy in climax và sẽ có những cái cú gãy lại. Nó sẽ có những cái cú gãy lại nếu như mà trong từ bây giờ đến cuối tuần mà nó cứ kéo liên tục là kiểu gì cũng sẽ có những cái cú đạp thôi. Đó, không đạp sớm thì đạp muộn. Nhưng nếu như thị trường của chúng ta không kéo rướng mà nó bắt đầu bước vào cái pha tái hấp thụ thì đó sẽ là cơ hội để anh chị mình đi full vốn. Đặc biệt những anh chị nào mình chưa giải ngân, chứ em làm giải ngân xong rồi, những cái phiên như đây là em đã giải ngân gần như là bắt đầu tham gia với thị trường và hiện tại mình đã giải ngân 80 rồi chỉ có anh chị nào khách hàng mình chưa sử dụng margin thôi và sắp tới em sẽ có một buổi để mà đào tạo hệ thống khách hàng cách sử dụng margin sao cho hiệu quả và nếu như anh chị mình muốn tham gia cái buổi đó có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình để mà hướng dẫn tham gia và nhóm khách hàng còn trên đây thì chúng ta sẽ gặp nhau vào mỗi tối thứ hai đến thứ sáu 8h45 hàng tuần hàng ngày hàng tháng để làm gì để mình nhận định thị trường và quan điểm của em thị trường nó sẽ bước vào cái vùng hấp thụ tại sao em nói thị trường nó bước vào cái quá trình hấp thụ chứ không phải là những cái quá trình BC nếu mà thị trường kéo BC thì sao những cái ông chứng khoán như là BSI nè ông sẽ kéo chữ V và sau đó thị trường sẽ có những cái cú bán tháo và rơi ngược về phía dưới hay là những cái con FTS cũng vậy nó mà kéo lên đây là kiểu gì nó cũng sẽ có những cú sụp đổ rơi về những cái vùng phía dưới hay là những cái cổ phiếu bất động sản đất xanh này nó mà kéo vượt đỉnh là kiểu gì nó cũng tạo nhà tư mình FOMO nè đu ở đây một cục và nó có những cái cú gì đổ vỡ rơi luôn vì sao vì những cổ phiếu kéo thị trường vừa rồi như là bất động sản này, chứng khoán này, thép nè nó chưa có kiệt cung. Hình dung không ạ? Nó chưa kiệt cung. Đây nè. Chưa kiệt cung. Rồi. Theo nè, chưa kiệt cung và những cái cổ phiếu xuất phát từ những cái vùng chưa kiệt cung á cái khả năng mà cổ phiếu này nó bị những cái nhịp rung lắc và điều chỉnh tương đối rất là cao. Lấy anh chị cổ phiếu Debaco đi, nổ lên từ những cái vùng không kiệt cung nè. Anh chị vô không? Không kiệt cung nổ lên. Và sau đó như nào? Cổ phiếu nó rơi nổ lên cổ phiếu nó rơi nên chị hình dung nè những cái cổ phiếu mà nó vừa rồi nó phục hồi nó kéo thị trường như là thép nè hoa sen nè hòa phát nè nam kim nè à, chứng khoán có biết ai nè fts nè nó đang ở một cái trạng thái là gì trạng thái không kịp cung vậy bây giờ để thị trường của chúng ta nó đi lên thì bắt buộc những cổ phiếu đó nó phải tiêu hao về lượng cung nó phải kiệt quệ về thanh khoản thì đồng nghĩa thị trường nó sẽ bước vào cái pha tái tích lũy trước khi nó đi lên chứ nó không đi lên dạng chữ v thị trường này mà nó lên chữ v thì nó thật anh chị là em sẽ bán hết để mà em cầm tiền vì em biết chắc sẽ có những cái cú đổ vỡ vì nó không đi theo cái quy luật cung cầu vì cái quy luật cung cầu là cái quy luật tất yếu cái quy luật bất di bất dịch trên mọi thị trường ngay cả thị trường chứng khoán thị trường forex thị trường bitcoin hay là những cái thị trường uh, tiền tệ đó thì anh chị anh dung nè thị trường của chúng ta để mà đi lên thì nó phải có những cái quá trình kiểm tra về cung kiểm tra cung xong nó phải kiểm tra về cầu thì nó mới lên còn bây giờ mà nó kéo rướng thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái cú đạp thấu trời lấy anh chị ví dụ cổ phiếu ctd đi cổ phiếu vít đi trước khi cổ phiếu vít này nó nhân ba anh chị nhìn cái quá trình tích lũy của nó này đây là cái quá trình tích lũy cũng như là cái vùng giá vốn anh chị thấy không hồi lên nè giảm giá giảm và sau đó có những cái pha dòng tiền vào tăng giá tăng giảm giá giảm tăng giá tăng và nó nổ lên nó tạo một cái cú gì sos một cái cú giai đoạn báo hiệu dòng tiền lớn vào và nó có một cái nhịp rũ rũ đây làm gì rũ đây để mà phân phối à không rũ đây để mà ép nhỏ tư bán sau đó xác nhận điểm nổ này cái điểm này là điểm em và hệ thống khách hàng mình mua anh chị nào mình đánh cùng em giai đoạn khoảng tháng tư tháng năm anh chị nhớ rất là rõ đúng không ạ em báo mua cổ phiếu đây là cái điểm em mua này. Vì sao vậy? Vì sau khi rủ cổ phiếu có những cái dấu hiệu về kiệt cung. Đây là cái điểm mua của hệ thống này. Anh chị check lại đi. Có vài điểm này em báo anh chị mình mua. Nhưng mà giờ anh trên đây nè. Em nói là nếu như anh chị nào mình không muốn nhận cổ tức thì anh chị mình hạ. Còn muốn nhận cổ tức thì anh chị cứ giữ. Đó. Và cái cổ phiếu vít này là gì? Nó vừa cho anh chị ăn cổ tức mà nó vừa kéo giá luôn. Một trong những cái điều mà rất là ngon rất là ngon đối với ai cầm cổ phiếu vít vì sao vì ở đây là cái quá trình dòng tiền vào và nó có những cái cú đạp và sau khi nó đạp sau khi nó rủ cổ phiếu bắt đầu kiệt cung và xác nhận nó đi lên nó đi theo cái quy luật cung cầu đúng không ạ đi theo quy luật cung cầu hay là lúc đó nó đánh con gì con gas đây là cái quá trình vùng giá vốn của tổ chức nè nó nổ lên nè nó nổ lên nè và nó có cái nhịp test lại đúng không ạ test đáy lần một nè test đáy lần 2 nè test đáy lần 3. test cung pivot đây là cái điểm mua nè vì sao vậy đi lên từ những cái vùng kiệt cung nó phải kiểm tra cung cầu thì nó mới đi lên bền được anh chị hình dung mà nó phải kiểm tra cung cầu cái lượng thì nó mới đi lên bền còn hiện tại thì nhìn những cái ông như là fts đi cái lực cung của nó vẫn còn rất nhiều và cái lực cầu của nó vẫn có đây nè cái lượng cung treo lửng nó còn rất là nhiều FTS BSI cũng vậy nè đấy nó nổi rồi vậy thôi chứ anh chị mua đi nó kiểu gì nó cũng có những cái cú đạp xuống để mà test lại cái nền thôi hay là CTS nè anh chị nhìn cái volume của nó rất là cao vậy những cái cổ phiếu này nó không đi theo cái quy luật cung cầu nó không đi từ những cái quá trình cung thì sao thì khả năng nó sẽ cần phải hấp thụ theo. nó phải có những cái quá trình rung lắc nên là thị trường của chúng ta giai đoạn này không vội thị trường nếu như mà nó bước vào cái quá trình rung lắc nó giống như một cái lò xo lò xo nó nén càng lâu thì cái độ bung của nó càng mạnh và thị trường cũng như vậy nó gơ mà càng lâu thì nó sẽ bung càng mạnh ví dụ như nếu như mà giai đoạn này thị trường chung của ta đánh lên thì nó chỉ đánh được một tháng trời sau đó gì sau đó nó rơi vì cái nguyên nhân tích lũy nó không đủ cái nguyên nhân tích lũy của nó không đủ nó gom chưa đủ hàng mà nó đánh lên gọi là đánh láo nhưng lúc này thị trường chung của ta tích lũy 5 tháng lần hình dung không à? thị trường chung lúc này nó tích lũy 5 tháng thì sau đó nó có một cái con sóng chứng khoán lên và nó báo hiệu cho gì cho dòng tiền quay trở lại lúc này không chỉ là chứng khoán những cổ phiếu khác ví dụ như là gì bất động sản nè dg đức xanh nè sale nó cũng có một cái một cái đoạn kéo của thị trường vì sao vậy vì nó tích lũy vậy hiện tại thị trường nó là phân phối hay không theo quan điểm em thị trường này nó không phải là phân phối vì phân phối nó phải phân phối trên cao một nghìn ba nè một rưỡi nó mới là phân phối và hiện tại nền kinh tế của chúng ta đi từ suy thoái lên đang ở giai đoạn phục hồi thì đây phân phối cái gì khổ lắm chẳng qua là gì chẳng qua là thị trường của chúng ta cần phải hấp thụ gom thêm một cái lượng hàng cho một cái chu kỳ phục hưng của năm 2024 thôi và thị trường chứng khoán nó sẽ đi trước nền kinh tế từ 3 đến 6 tháng nên là anh chị thấy về cái bối cảnh là ngân hàng nước bắt đầu là gì là mình đang cố gắng kéo cái lãi suất đầu ra cái lãi suất cho vay nó gần với lại uh, những cái mức là sáu phần trăm sáu năm phần trăm đang có những cái chính sách đang có những cái chính sách về đảo nợ của ngân hàng chẳng hạn đi đó cũng là một trong những cái chính sách nới lỏng về tiền tệ để làm gì bơm tiền một cách nhẹ nhàng lên nền kinh tế và khi tiền bơm lên nền kinh tế cái kênh mà nhạy nhất đó là gì chứng khoán sau chứng khoán mới tới bất động sản hiện tại giá bất động sản nó đang gì đang hơi ấm dần lên thôi đặc biệt là những cái phân khúc về tầm trung nhà ở xã hội tầm trung là bán rất là nhiều nam long nè đức xanh nè hay là hưng thịnh nè là cái phân khúc bất động sản tầm trung của họ là họ bán rất là nhiều nhưng mà những cái phân khúc về cao cấp ví dụ biệt thự nghỉ dưỡng, Aqua City Đồng Nai hay là gì, hay là mấy cái dự án lớn lớn á của Vinhome đâu á thì may ra là nó là là nó phải cần độ trễ khoảng 2 năm 3 năm khi nền kinh tế phục hơn thì người ta mới nghĩ đến cái nhu cầu là là chơi hàng mắc tiền, hàng luxury đó. đó. nhưng mà hiện tại cho nhanh đi, những cái phân khúc anh chị mình đi thuê nhà hay là anh chị mình đi mua nhà những cái phân khúc tầm 1 tỷ, 2 tỷ đi. Không có hàng cho anh chị mình mua luôn á. Đúng mà, Anh chị nào mà dân bất động sản anh chị thử đi những cái phân khúc ví dụ như là vừa rồi thì em cũng cũng có đi hỏi một số căn ví dụ như là bên q 7 nè anh chỉ biết cái giá cho thuê của nó là tăng tăng theo từng tháng và cái nhu cầu của họ cho thuê rất nhiều vì sao vậy vì bất động sản ngoài thực tế đang ấm dần lên và thị trường chứng khoán nó cũng như vậy thôi nó đang có những cái quá trình phục hồi nên anh chỉ không thể nào mình ép thị trường nó phải kéo chữ V mà nó phải cần gom đủ hàng đủ nắng thì hoa sẽ nở thôi hình như mà và giờ này em không cho rằng thị trường nó phân phối mà là em cho rằng thị trường nó phải cần hấp thụ và cổ phiếu nào lên nó sẽ đi lên ví dụ như là BDR nó đã đi lên rồi thì kệ nó cho nó lên đi bán làm gì mà bán ví dụ như là SJC nó đã đi lên rồi kệ nó không mua được cứ cho nó tăng ví dụ như những cái cổ phiếu uh, Nam Long là nó cũng đang rục rịch chuẩn bị nổ này ví dụ nó nổ lên thì thôi cho nó đi lên đi chúng ta đâu có cần phải ngồi để mà dự đoán ngày hôm nay thị trường tăng hay là ngày mai thị trường chúng chính rất là mệt ốc và anh chị càng dự đoán thì anh chị sẽ không giữ được hàng đúng mà càng dự đoán là càng không gì được hàng rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích về những cái mẫu hình đã, và cái mẫu hình mà mình muốn chia sẻ anh chị đó là cái mẫu hình của Big Cup mẫu hình của Big Cup rất là hay thể hiện về các hành vi gom hàng của tổ chức giống như anh chị mình đi chơi anh chị mình đi chơi một cái game thì anh chị phải biết cái luật của nó là gì và cổ phiếu cũng vậy anh chị muốn đầu tư thì anh chị phải biết cái luật của nó là gì cái luật ở đây là gì là cái hành vi của tổ chức hành vi của tổ chức nó muốn phân phối hay là nó muốn tích lũy và cái mẫu hình cup này nó sẽ thể hiện được hết ví dụ như là cái pha a là pha đề giá với cái pha đề giá thì thị trường sẽ có những cái cú rơi hoảng loạn thì nó tạo một cái quá trình là sc là selling climax là quá quá bán quá bán selling climax những cái điểm quá bán thì nó sẽ tự động phục hồi và sau đó có cái nhịp st một cái nhịp secondary test nó test lại và nó bắt đầu nó bước vào một cái pha hấp thụ và hiện tại những cái ông chứng khoán ổng đang như thế lấy ví dụ anh chị cổ phiếu gì fts đi đây nè, lấy gì ví dụ cổ phiếu FTS, đây giả sử là những cái pha bán tháo cục bộ gọi là SC, sell lưng climax và nó có những cái quá trình phục hồi kéo lên AR đi. Đúng không? Giả sử nó kéo lên những cái vùng AR, những cái vùng kháng cự cũ này thì những cái nhịp test lại mà nó bật lên như thế này, em gọi nó là cái điểm ST, secondary test. Nó test ST đi nè. Hình như mà nó test ST thành công thì nó sẽ kéo lên. Đấy, nó đang test ST đi lên hay là những cái cổ phiếu CTS cũng vậy. Đây là những cái điểm gì? những cái điểm ST của cổ phiếu. Ngày hôm nay á, nó test nó kéo lên đây là những cái điểm ST, tức là tổ chức nó chấp nhận nó ăn một cái lượng hàng ở đây. Nó không bán nữa mà nó ăn một cái lượng hàng ở đây để mà nó chờ một cái game mới có thể là cái game nâng hàng. Và anh chị nhìn đi, từ cái điểm ST này thị trường của chúng ta cũng như cổ phiếu nó phải cần quá trình hấp thụ từ pha B qua pha C, pha D rồi mới tới pha E, tức là nó phải cần 3 đến 4 tháng. Ví dụ anh chị con CTS luôn. Nó có sách tiền mạch phải có chứng đúng không? À, ví dụ giai đoạn nào đây? Đây, giai đoạn bán tháo nè, SC nè, sell đang climax và nó có cái nhịp phục hồi tự nhiên kéo lên AR. Đây là cái nhịp phục hồi tự nhiên và khi nó hồi những cái nhịp này nè. Anh chị thấy nó rút chân kéo lên tăng mạnh không? Đó là ST. Đó là ST là cái vùng dịch tổ chức nó chấp nhận ăn lại hàng ở đây. Nhưng nhưng từ tháng mấy? Từ tháng 3 đến tháng 5, 2 tháng sau nó bắt đầu đánh lên. Vậy trong hai tháng này anh chị đánh dòng nào? Anh chị coi nè, đầu 2 con mốt đúng không? Khoảng tháng 4 đúng không? Anh chị đánh dòng nào? Anh chị đánh hoa sen ngon hơn không? anh chị đánh DGC, DGC những cái điểm pivot này. Ai anh chị đánh con DGW. DGW này tích lũy DGC, hoa sen, nam kim. Đó, đánh cái sóng sóng dòng chứng khoán, anh chị ngon hơn không? Ngon hơn, ngon hơn gì? Ngon hơn anh chị cầm cổ phiếu CTS 4 năm tháng trời. Vì sao vậy? Vì nó phải cần hấp thụ, nó đang từ ST mà cần hấp thụ mất mấy tháng trời lên. Nên giờ này em không đánh chứng khoán nha. Chia sẻ anh chị thẳng thắn luôn, cho dù biết ai trần em cũng không đánh vì em không đọc vị được. Đây là cái vùng tích lũy đủ lớn và em chờ nó tích lũy vài tháng nữa thì em sẽ mua đấy và hiện tại nhìn chung thì nó đã nó có một cái nhịp ST tôi nói khá là ok một cái nhịp này em đánh giá là à, dòng tiền nó vào nó hấp thụ lại rồi và khi dòng tiền nó hấp thụ đây thì thị trường của chúng ta gì sẽ có một cái con sóng cho anh chị mình đánh hình dung mà thị trường nó sẽ có sóng cho anh chị mình đánh quan trọng anh chị mình có chờ được giai đoạn đó hay không còn bây giờ anh chị không chờ mà cứ ép thị trường lên chữ V những con này mà nó kéo chữ V nó tạo một cái quả gì BC ở đây nữa là BC ở đây là kiểu gì nó cũng có những cái cú phân phối chắc chắn luôn sẽ có những cái cú phân phối còn không thì sao? Thì anh chỉ cứ cho nó tích lũy đi hả Đó là chứng khoán FTS của mày cùng một mô tiếp nè. Kéo lên gặp những cái vùng cũ đây là điểm ST. Thì nó phải cần hấp thụ. Rồi những cái cổ phiếu khác. Ví dụ như SSS nè, anh chỉ nhìn đi, giao động lỏng khối lượng to thì lấy gì mà lên? Đúng mà, lấy gì mà lên, đây là những cái vùng ST nó có lên nó cũng có những cái cú gì, đạp ngược xuống à, lên kiểu gì nó cũng đạp ngược xuống Vì nó không đi theo cái quy luật cung cầu với cái volume của nó quá là to đi, volume quá là lớn đi, nó chưa kiểm tra kỹ lưỡng thì lấy gì mà mà nó lên Giống như câu chuyện em nói anh chị là gì, à, à ví dụ như là bố mẹ kêu mình nấu cơm đi, anh chị vo gạo xong rồi anh chị mình gì, không ghim vào cơm, không đủ lượng thì làm sao mà chất đổi vo gạo rồi mà mình không ghim điện thì lấy đâu mà cái chất xúc tác dòng tiền nó vào vậy để thị trường chung của chúng ta nó đi lên bền vững thì sao thì nó phải có những cái quá trình kiểm tra cung cầu đây giống như là anh chị muốn ăn một cái bát cơm ngon muốn ăn một cái chén cơm ngon thì gạo là phải sạch phải ghim điện đủ đúng không ạ vo đủ gạo nè đủ nước nè để nó không bị sạn nè và phải ghim đủ điện nữa chứ bây giờ anh chị vo gạo anh chị không cắm điện thì sao mà ăn ăn gạo sống đúng không ăn gạo sống thì đau bụng và cổ phiếu cũng vậy nó không kiệt cung nó đi lên cái kiểu gì nó cũng có những cái cú rũ xuống trước khi bắt đầu một cái vùng tích lũy đó ví dụ đây là những cái quá trình gì giao lỏng khối lượng to và nó bắt đầu nó gơ là một cái lượng hàng nhỏ một cái pha tích lũy ngắn ở đây với cấu trúc là ta đấy lần một lần hai lần ba và kiệt cung kiệt cung sau đó xác nhận đi lên hình dung được không anh chị đó và những cái vùng này làm gì mà kiệt cung volume to lắm nên nó sẽ cần một cái pha gì một cái pha tích lũy ví dụ như đây là cái quá trình bán tháo này bán tháo tổ chức sc này nãy mới vẽ cho anh chị mình học viện anh chị học viên đó SC nè, kéo lên nó test ST nè. Nó kéo lên nó test ST cho đến khi gì? Dòng tiền vào SOS, dòng tiền vào test lại cái điểm BU và bắt đầu nó xác nhận. Xác nhận đến lên nè. Đó, những cái điểm xác nhận nó lên Thì đó mới là cái quá trình chính sống. Đây mới là những cái phần ngon nhất của một cái con cá. Còn khi mà những cái thằng chứng khoán mà nó đang ở ST nó lên rất là nhập nhằn nha. Nói như vậy thì không phải là kêu anh chị mình bán chứng khoán cũng không phải là ở kêu anh chị mình là chứng khoán nó tạo bô em không cho rằng chứng khoán nó tạo bô mà là chứng khoán nó cần thời gian để mà hấp thụ đó đó là phân tích chung về cả ngành chứng khoán luôn không chỉ riêng cổ phiếu nào hay là những cái cổ phiếu chứng khoán nhỏ orex này nè nó chưa kịp cung và nó đang gì đang giảm về khối lượng đó là cơ hội chứ không phải là rủi ro và bao nhiêu anh chị ở đây mình muốn đầu tư cái cổ phiếu chứng khoán trong giai đoạn sắp tới hãy bấm liên một cái nút đăng ký kênh và một cái nút gì like video đi đây, đăng ký kênh và like video để mà khi thị trường có sóng em sẽ lên đây để mà cảnh báo cho mọi người. Còn anh chị mình không đăng ký kênh, anh chị không like video, anh chị không có trong nhóm cộng đồng của em thì lấy gì anh chị mình follow được những cái tín hiệu của em. Hình dung không ạ? Rồi, bấm đăng ký kênh, bấm like video đi nhá. Những cổ phiếu chứng khoán nhỏ như là rẻ cũng vậy nè. Đây là cái quá trình test đấy. Đấy, bắt đầu nó kia cung, những này mà nó đi ngang hai tuần nữa thì nó thật anh chị nha. Bao nhiêu tiền em cũng phải canh để mà em vào. Vì khi nó đi ngang hai tuần nó hấp thụ đây này nó sẽ bước cái vùng bước vào cái vùng gì? Vùng gom hàng và mục đích gom hàng là gì để mà đánh lên chứ làm gì mà gom hàng mà phân phối hình như muốn mà, mà chúng ta phải xác định được cái bản chất của cổ phiếu thì lúc đó chúng ta mới mới có một cái chiến lược đi được đấy SA cũng vậy nè những cái điểm st những điểm st thì bây giờ nó chỉ bước vào cái pha hấp thụ thôi chứ không có chuyện mà à, nó kéo chữ về đâu anh chị đừng có đừng có kỳ vọng quá rồi bị thất vọng nhé nó sẽ bước vào cái pha hấp thụ tích lũy nhưng mà với cái cấu trúc này thì em nghĩ là gì là khả năng là chứng khoán nó đi lên rồi Nhá. khả năng chứng khoán này nó nó đi lên rồi vì cái trend nó đang rất là ok trend rất là mạnh nha vci này. bắt đầu test hôm nay như tăng 2.4 mà bắt đầu kiệt khối lượng này những cái này mà nó test cung vài phiên vài tuần nữa đi là ngon cực kỳ ngon cho anh chị đó nó tạo một cái mô hình là vai đầu vai vai đầu vai ngược nha đây là đang xây cái vai phải này. có thể nó quay về trên này lắp cái gấp này luôn á lắp cái gấp 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 đầu quanh 46 luôn nha VDS này đấy cũng như vậy thôi à, bắt đầu kỳ cung nhưng mà những cái dòng tiền chưa chuẩn với những cái cổ phiếu này bắt đầu mất thanh khoản này đây là một trong những cái dấu hiệu quan trọng để mà bắt đầu cho một cái điểm dòng tiền vào. VND này, ST dòng tiền quá mạnh nên biết ra được giai đoạn sắp tới. VND là một trong những cái cổ phiếu uh, uh, leader thì sao? Vì nó chưa có giai đoạn nước rút, đây không phải nước rút đâu. Đây vẫn là một trong những cái vùng giá vốn của nó thôi. Chẳng qua là nó chưa tới thiên thời để mà nó bung. Đó. Con này nó bung nó cũng đánh rất là kinh nha, rất là mafia. Đừng có coi thường với những cái cổ phiếu như là VND. Mình cứ chờ đi anh chị, mình có gì ngoài thời gian đâu mà phải vội đấy. Mô tiếp chung của những công chứng khoán là như vậy luôn. Đấy, bắt đầu kéo lên để mà hấp thụ rồi cả dòng chứng khoán anh chị cứ áp dụng nó là ra nha à, nên là em phân tích một vài con để anh chị mình hình dung nè bắt đầu kéo lên để mà hấp thụ vùng phía trên có thể nó quay về cái vùng 18 chấm này nè 18 chấm đây nè nhưng mà với cái cấu trúc này thì nó không có bất kỳ điểm mua nào an toàn nó đánh rất là không ai biết được nó kéo lên hai ba cây rồi nó đạp về hai ba cây thì sao nó không đi theo cái quy luật cung cầu hồi xưa nó đánh từ kiệt cung đi lên thì bây giờ nó cũng phải kiệt cung đi lên đây nè trước khi lên nó phải kiệt cung nè thì bây giờ nó cũng phải kiệt cung thì nó mới lên thôi chứ không có chuyện hồi trước tôi kiệt cung mà bây giờ tôi không kiệt cung tôi đánh đó là bô hình dung mà đó là bô đó là những cổ phiếu này có hàng anh chị giữ còn để mua thì chưa thấy BSI nè leader của dòng chứng khoán này kéo lên test là cái cái nền nè bắt cúp test là cái nền giật lên đó thì những cổ phiếu này thì em nghĩ là khả năng nó sẽ tích lũy ở những cái vùng 45 46 cho này nè Đấy. còn à, vấn đề nó có kéo chữ V không thì mình chờ đó chờ với cái ý chí của tổ chức nếu như nó kéo chữ V thì thị trường chúng ta nó sẽ kéo lên chữ V mà thị trường kéo chữ V lên mà kéo vội lên khoảng 1130 1140 đây nè sẽ có những cú đổ vỡ sẽ có những cú bị bán tháo xuống và khi mà nó kéo chữ về những con này mà nó kéo V về đây nè thì sao ạ à? thì em sẽ canh em bán cổ phiếu chim không mua chia sẻ quan điểm thắng thắn với nhau là như vậy nha còn với cái phiên ngày hôm nay hồi thì anh chị thấy là có lúc nó kéo 10 điểm nhưng mà kết phiên chỉ tăng hai điểm thì nó đang hấp thụ lại cái lực cung này cái phiên up thất ngày thứ sáu vẫn còn tương đối khá là nhiều nhờ tư mình kịp ấy thì nó đang hấp thụ cái lực cung ở đây thì bây giờ nhìn chung những cổ phiếu này thì mình coi coi những cái phiên sắp tới của nó hành động như thế nào và để mà anh chị cập nhật những cái thông tin mới chỉ có thể bấm vào bên dưới bình luận tham gia vào room cộng đồng của em để mà cập nhật những cái thông tin mới số lượng có hạn nha rồi mình tại 800 người 800 mấy chục người rồi anh chị vào vào chậm là anh chị không không có uh, không có suất để mà mình tham gia đâu tranh thủ vào bên dưới giúp em nha bên dưới bình luận có cái đường link đó hoặc anh chị nào mình không tham gia được thì liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình rồi thì bây giờ em sẽ chia sẻ anh chị một cái kỹ thuật cách nhận diện đâu là cái quả tennis và đâu là cái quả trứng gà vậy là thế nào mình biết được một cái quả tennis là một cái quả bóng khi mà anh chị thả một cái độ cao 10m 20m nó sẽ có những cái đầu nảy đi lên đúng không ạ? thả cho 10 20 m 30 m nó cũng sẽ có cái độ nảy để mà nó bật lên. Còn cái quả trứng gà anh chị bỏ 2 m rồi. Thả độ cao 2 m thả xuống sao? Nó vỡ tan tành nó không còn cái gì để mà nó bật. Vậy cổ phiếu nó cũng như vậy. Với những cái cổ phiếu là quả tennis. Đây nè. Mô típ là tích lũy nè. Tích lũy nè. Tích lũy nè. Vì mô típ là tích lũy khi nó rũ xong, rũ xong wash out và nó kéo lên thì đây là gì? Đây là quả tennis vì sao nó hồi phục nhanh nhất, hồi phục mạnh hơn cả thị trường chung. Hình dung không mà? thị trường chung của chúng ta nó chỉ quay về đỉnh thôi mà cái cổ phiếu FTS nó phá đỉnh thì sao thì đây là những cái quả tay đít vì sao vậy vì nó bực nhanh hơn thị trường còn anh chị cùng một cái thời điểm đó anh chị nhìn cái cổ phiếu như là bao đi trời ơi, thị trường rơi hồi lên con này nó hồi được khoảng 5% phần trăm và nó lại rơi tiếp thì đây là gì quả trứng gà hình dung mà đây là gì quả trứng gà vì nó hồi yếu hơn thị trường thị trường có cái nhịp hồi này nè nhưng mà gì nó lại tiếp tục nó giảm hay là những cổ phiếu như là vít cũng vậy vít nè vì ở đây là cái vùng bán tháo của cổ phiếu Vích đúng mà. Đây là cái vùng bán tháo có lượng bán rất là to nên những cái cổ phiếu này nó không phải đến từ các bạn chất là gom hàng mà đến từ các bạn chất là phân phối. Đến bản chất là phân phối nên là thị trường rơi, nó rơi rất là mạnh. Mà khi thị trường hồi nó hồi không bao nhiêu rõ là tiếp tục nó rơi. Nó phải lình xình test đáy nên một khoảng thời gian nè. Lấy chị ví dụ con Masan năm 2019 á. Nó test đáy lình xình này một khoảng thời gian nè. 2019 2020 nè. Đấy. Nó lình xình này một khoảng thời gian trước khi nó bắt đầu nó lên và con vít nó cũng phải nó phải tính theo năm ấy, chứ không phải là tính đơn giản đâu và hiện tại những cổ phiếu như là bít tôi nói thật anh chị cho tiền cũng cũng không dám mua vì nó quá rủi ro đi đây là cái vùng bán tháo mà mắc gì mà nó phải lên ngay nó phải làm cho nhờ tư mình nản và cũng như nó phải đợi doanh nghiệp phục hồi nó phải đợi vít bắt đầu giải quyết câu chuyện của vinfast có doanh thu có lợi nhuận bắt đầu có tăng trưởng thì những con này nó mới lên chứ làm gì mà có vụ mà nó kéo chữ về hình dung được giúp em không mà đấy và đây là những cái gì những cái quả trứng gà quả trứng gà biết là gì à, em em vừa phân tích cho anh chị đó anh chị phân tích giúp em đi BSI nó là tennis hay là trứng gà hình như mà BSI nó là tennis hay trứng gà quả trứng gà hay tennis hay quả bóng tennis bình luận giúp em nhá đấy nói nãy giờ rất là khang tiếng rất là khô họng mà anh chị không tương tác anh chị không ủng hộ một cái nút like một cái nút đăng ký kênh là buồn lắm nha dừng khoảng 3 giây thôi bấm một cái nút like một cái nút đăng ký kênh hoặc thấy video này hay có thể chia sẻ cho người thân bạn bè giúp em nhé rồi cảm ơn cả nhà rồi anh chị mình bình luận giúp em đi em uống nước để mà thấm giọng rồi lên đây để mà chia sẻ cho mọi người tiếp nhé bình luận biết ai là tennis hay trứng gà sao rồi anh chị Biết ai là tennis trứng gà. À, em mới có một vài anh chị bình luận rồi. Còn những anh chị khác như thế nào? Có một vài anh chị mình hay follow em bình luận. Đâu đó cũng chỉ có vài người anh hiếu này nọ thôi. Anh hiếu chị lan đây. Còn những anh chị khác như thế nào ạ? À? Là gì anh chị? Là, là tennis thị trường rơi mà nó bật nó phá cảnh thị trường nè. Những con này là những con chiến mã đấy. Những con chiến mã thì không bao giờ mà nó quay về nó xuất phát của nó. Anh chị đừng có chờ những con này nó quay về ở đây cho anh chị mua không có chuyện đó đâu. Nó mà quay về ở đây nó thật anh chị là gì? Thị trường nó nát gáo những cổ phiếu khỏe nó không không phải quay về những cái nơi xuất phát mà nó phải chinh phục những cái vùng giá cao và ông Livermore nói là gì không có cổ phiếu nào quá rẻ để bắt đầu bán khống và cũng không có cổ phiếu nào quá đắt để bắt đầu mua hình dung được mà và bây giờ anh chị mình kêu những con này mà giá cao quá rơi về những cái vùng dưới đây mua thì nói thật anh chị á, là thị trường nó sẽ giảm rất là sâu Nha, anh em không mong kịch bản nó sẽ ra mà em chấp nhận ăn giá cao em bảo sau mà những cái phiên mắc đáy này em không mua em nói rất là rõ những cái phiên này em không mua vì em đâu biết đâu là đấy nhưng khi thị trường xác nhận bùng nổ thì đã đây lại mua này. Đây là cái phiên em mobi đúng không ạ? Em mobi rồi cái điểm này nè. Hiện tại lãi 18% vẫn chưa bán. Anh chị nào vắt trong nhóm khách hàng em vào xác nhận em em một phát đi. Có phải là từ thời điểm em báo mobi đến hiện tại em vẫn chưa bán một cổ nào mà em vẫn chưa báo chị mình bán một cổ nào đúng không ạ? Tránh tình trạng kêu là ở à, thị trường chỉnh ông này ông rất hàng rồi lên đây ông kêu là ông còn hàng không có có sao nó vậy gì từ thời điểm mua PDR đến hiện địa, thời điểm hiện tại vẫn không bán một cổ nào lãi khoảng 18 rồi 17 18 nếu như mà ai đánh gia tăng đó, thì lại khoảng 10 trên 13 phần trăm đúng không ạ đây và đó là cái hệ thống chiến lược của em là mình đánh theo trend có trend là em cứ giữ còn việc thị trường chung chỉnh cài nó không quan tâm mình phải biết mình đang ở đâu và mình làm gì là được và bây giờ anh chị cứ ok ngày mai thị trường tăng thị trường chung giảm anh chị làm nhiều nhất đầu lắm. thật làm vậy thì anh chị không có thời gian để mà làm công việc chính đâu nên là cái phương pháp em rất là phù hợp với những anh chị nào mà có cái tính chất công việc bận ít giao dịch ha? ít giao dịch và nó hiệu quả nên là anh chị nào mình thấy thích cái phương pháp muốn đồng hành với em tại room khách hàng thì cứ liên hệ với số điện thoại trên hình để mà tham gia nha. Rồi đó, biết beta là gì? Là quả tennis, đúng không ạ? À? Rơi ít bậc hơn so với thị trường. Đó, anh chị mình xác định được đâu là tennis và đâu là trứng gà chưa? Những con gì? Mã xã nè, thị trường rơi rơi mạnh hơn thị trường hồi họ không bao nhiêu thì đó là gì? Quả trứng gà cho tiền không không ăn nữa anh chị. Những cái quả trứng gà này cho tiền cũng không lấy nữa. Vì đây những cái quả trứng gà gì những cái trứng gà không ăn được. À lấy chết tennis ngon hơn không? Đúng không ạ? À? Đấy thì đó là một cái phép so sánh giữa những cái quả tennis và những cái quả trứng gà. Rồi, và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích về những cái cổ phiếu vốn hóa lớn đi ví dụ ngân hàng để coi hiện tại những cái ông ngân hàng này ông đang làm gì. Ở đây anh chị thấy cái cổ phiếu STB nó đang có những cái quá trình gì? Kiệt quệ và thanh khoản rồi. Đây là những cái điểm test của nó này. Đây là những cái điểm test của nó là những cái điểm ST của nó này. Đấy ví dụ ngày mai nó có một cái phát tín hiệu là gì? Nổ ngược lên trở lại là, là thị trường nó lại nó lại giật lên tích lũy qua 1120 trong cái vùng biên này, này nè tích lũy trên những vùng này tay thị trường giảm mà nó giảm 0.5% phân phối kiểu gì ở đây khổ lắm phân phối kiểu gì em em không cho rằng đây là phân phối đâu mà đây là cái mô tiếp tí tích lũy đây là cái mô tiếp tí tích lũy lớn của cổ phiếu uh, STB ấy. nhưng mà gì cái chu kỳ chính của nó phải tới 2024 khi mà nền kinh tế phục hưng khi mà vòng quay tín dụng bắt đầu tăng trưởng trở lại thì những cái ông này sẽ là những cái ông hàng đầu và thị trường này mà nó có sống ngân hàng với nó là gì nó là một trong những cái con siêu úp trên thế kỷ như là năm 2019 2020 nữa lấy chị ví dụ đi đây nè thị trường chung chúng ta đi ngang có một cái cú spin một cú rũ nè rũ xong nó lên phi mã vì sao lúc này thị trường tăng từ chín trăm ngàn rưỡi tăng 600 điểm thị trường Việt Nam là một trong cái thị trường đầu cơ mà mà anh chỉ biết là cái tính chất của người khu vực bên Á Đông á là họ sử dụng đồng bảy rất là cao tại vì sao Trung Quốc nó nhiều công ty bất động sản nó vỡ nợ vì nó xài đồng bảy cao Việt Nam cũng vậy anh chị đồng bảy của mình vẫn rất là cao nên khi tăng là tăng rất là mạnh nha tăng thuộc top thế giới luôn Mỹ không có cửa của nhiều khi cô không có cửa ở Việt Nam về cái mức độ về cái độ điên về cái độ đầu cơ về tăng giá đúng không mà nhưng khi mà thị trường chung giảm nó cũng như vậy nó giảm giảm mang lắm nó giảm nát gáo hết à nó là anh chị thấy là khi mà thị trường có một cái con sóng ngân hàng nó sẽ kéo thị trường lên rất là mạnh và với cái mô tiếp là 2018 2019 bọn ngân hàng nó tích lũy nè, nó spring một cái nó rủ một cái bắt đầu nó kéo lên chịu về đây là cái con sóng chính của thị trường và bây giờ nó đang ở trong cái pha tích lũy hướng lên đó. và cái thời kỳ hưng thịnh nhất em nghĩ là phải tới 2024 may ra có sóng ngân hàng còn hiện tại thì chung những cái cổ phiếu nó đang giữ giá tương đối khá là tốt bô thì nghĩ không bô đâu nhá ACB cũng đang giữ giá rất là ok này dòng tiền vào đỡ tốt nhưng mà chưa lên ngay được bây giờ đi cũng vậy nè BID hôm nay tăng 0.6%, anh chị nhìn cái thanh khoản kiểu này phân phối kiểu gì, khổ lắm. Những con này mà dòng tiền nó liên tục đổ vào khoảng 2 triệu, 3 triệu đây á, là nó sẽ có một cái nhịp tăng kéo cả dòng mở lên và nó kéo thị trường đi lên luôn. Đây là những cái thằng mà nó có khả năng đánh bất cứ lúc nào, nhưng mà nó yêu cầu là thanh khoản phải đủ lớn. Và hiện tại thanh khoản của thị trường nó bé nên những cổ phiếu lên ngay thì chưa có đâu. Nhưng mà trong tương lai một tuần, hai tuần nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà điểm lại. Nên là anh chị nào mình chưa đăng ký kênh, dừng lại khoảng 3 giây ủng hộ em một cái nút like, một cái nút đăng ký kênh. Còn đối với ai chưa tham gia vào room cộng đồng tranh thủ bấm vào bên dưới bình luận tham gia ngay để mà tránh những cái tình trạng là full suất nha, full chỗ là là anh chị mình không tham gia được đâu nha. Trong đó em sẽ cập nhật anh chị rất nhiều những cái kiến thức hay, chia sẻ anh chị rất nhiều những cái bài học về thực chiến về cái phương pháp là VSA nha, hoàn toàn miễn phí. Đấy, Liên Boss băng con này thì thôi, thanh khoản nó bé quá nó, nó hơi đánh bao cung nên cũng không phân tích nhiều tránh tình trạng anh chị mình mua. Mà băng này cái trend nó vẫn đi lên nha, đây là những cái điểm ST test lại thanh khoản của nó như cái mức bé nó cũng giống một tiếp con stb á Anh chỉ nhìn thanh khoản này phân phối bao nhiêu khổ lắm không phải phân phối đâu mà chẳng qua là nó chờ thời điểm để mà nó đánh thôi. nó chạm về những cái vùng kênh dưới rồi cái xác suất nó kéo lên kênh trên cũng cao quá chứ anh chị nhìn nó cứ chạm vào kênh, dưới là kéo về kênh trên thôi nè chạm vào kênh dưới này kéo về những cái vùng kênh trên này và lên những cái vùng kênh trên nè. quay về những cái vùng kênh dưới à, nhưng mà những con này á anh chị đánh cái phương pháp em vừa chia sẻ nè dưới hỗ trợ mua lên kháng cự bán anh chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Ví dụ giai đoạn này nè, thị trường lên 100 200 điểm miễn con này lên bao nhiêu phần trăm? Lên từ giá 15 lên bao nhiêu phần trăm? 22% nhưng mà anh chị đánh con gì? Anh chị đoạn này anh chị đánh FTS ngon không? Ngon anh chị kiếm 40 50% BSI ngon không? Anh chị kiếm cũng khoảng ba mấy 40% hay là anh chị đánh con gì? SHS nè. Anh chị đánh từ những vùng giá 10 mà lên khoảng 20 anh chị nhân đôi ngon hơn không? Ngon hơn nhiều. Nên là em không đi theo cái phương pháp là gì ở mua hỗ trợ bán kháng cự. Nhiều cổ phiếu nó sẽ khỏe hơn. Quan trọng là chị xác định được à đâu là cái nhóm ngành dẫn hay không. Đó. Mặc dù thì những cổ phiếu này vẫn đang tích lũy ấy, nhưng mà điểm mua thì chưa có, dòng tiền nó không vào. SHB thì bắt đầu tạo cái trend đi lên. Cái trend nó đang bắt đầu dốc lên. Đây cái trend nó đang dốc dọc bắt đầu dốc lên. Nhưng mà nói thật anh chị thì những cổ phiếu hàng đang đóng vai trò là cái bộ xương á. Cái bộ xương nếu mà đỡ thị trường không rơi sâu á, còn để mà vào sóng ngân hàng luôn thì nghĩa là chưa nha. Có hàng thì anh chị giữ được tùy vào cái cái phương pháp và cái khẩu vị của mọi người thôi. Em thì đợt này em tập trung đánh về bất động sản, chứ không đánh ngân hàng. Bất động sản tăng trần một phiên ngân hàng nó đi cả tháng cái tính của mình là mình còn trẻ anh chị, à, mình à, à, còn trẻ là cái tính của mình nó hơi hơi đầu cơ một tí, mình đánh những cái dòng mà nó phiếu phiếu á, dòng nào mà nó nhảy nhảy dòng tiền thì ok, còn những con mà nó đánh chậm quá, cái tính cách mình không hợp anh chị, đó, tùy vào cái tính cách mỗi người thôi. nói chung em không đánh những cái thằng ngân hàng, nhưng mà có hàng anh chị sẽ được. vì bằng nè đây là tích lũy chứ phân phối gì khổ lắm, tích lũy anh chị, nó tích lũy giống với đại gì 2018 2019 Đây đây tích lũy nè binh một cái bắt đầu đi lên đó, và chúng ta chờ một cái con sóng ngân hàng trong 2024 đi đấy và bây giờ từ đây đến 2024 mình nghĩ sẽ có nhiều sóng lên chị mình đánh đó. nên là anh chị đừng có coi ở à, thị trường này bô thị trường này không có vị thị trường không có sóng bây giờ chưa thấy thôi chứ đợi anh chị thấy ai cũng thấy thì nó thật anh chị là lúc đó chúng ta canh chút lại nhưng nên là chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ những cái lúc mà nhiều người còn nghi ngờ những lúc mà thị trường còn bị chê bai các kiểu đó, đó là những lúc anh chị mình giải ngân và đi một quy mô vốn an toàn đấy chứ em nói anh chị tại sao con xin nó đánh vì dòng tiền nó vào Tại sao con 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 tiếp rồi ta? Tiếp rồi con tiếp lộn hoài con tiếp nè. Tại sao con tiếp nó đánh? Đánh chủng máu anh luôn á. Nổ lên rủ nè, kéo lên ST là nè, xác nhận nè. Mà con này thanh khoản béo. Con này thanh khoản béo nên em cũng không phím anh chị. Phải nó bé một ngày như con triệu cổ phiếu 25 tỷ Thanh khoản nó béo quá. Tiếp. Thanh khoản bé em cũng không khuyến nghị thôi nhưng mà ngày hôm nay nó là kinh mua với con tiếp nè. Tại sao trong tiền nó vào? Vì nó thấy ờ à, thiên thời địa lợi nó đó. Vì đây là gì? Đây là nguyên nhân nguyên nhân gì? nguyên nhân tích lũy gom hàng đây là cái vùng giá vốn thì kết quả nó sẽ là tăng giá thôi hình dung được mà còn nói thật anh chị đây là phân phối nó kéo lên tạo một cái quả bô to đùng rồi nó rơi gắn liền với thị trường của chúng ta giảm cực sâu thì đây sẽ là cái quả bô của nó đó giống con gì giống con CTD á nếu như đây là cái quả UTAD của cổ phiếu nha em đi phân tích chứ em không khẳng định nha lưu ý em đi phân tích để anh chị mình có một góc nhìn về kiến thức này ví dụ đây là cái quả UTAD của cổ phiếu đi thì nó kéo lên nó sẽ có những cú rơi rất là sâu và thị trường của chúng ta rồi. Còn nếu như đây là cái pha tích lũy của cổ phiếu, nó sẽ bước vào cái vùng tích lũy nền số 2. Tích lũy nền, nền cái nền số 2. Đó, tích lũy cái nền số 2 để anh chị mình tham gia. Còn bây giờ thì những cổ phiếu này nó còn lỏng quá, dao động giật lên giật xuống lỏng này thì không có bất kỳ điểm nào an toàn. Rủi đó lắm. nên những con này em không mua. Không mua vì vì nó không hợp cái phần của mình. Đó là góc độ phân tích về những cái ông ngân hàng anh chị hình dung được mà. Anh chị hình dung được về cái dòng ngân hàng anh chị bình luận giúp em chị ok đi à? Rồi em sẽ đi phân tích tiếp về những cái nhóm ngành khác, ví dụ như là bất động sản, thép hay là dầu khí bình luận giúp em nha anh chị <laughs> và anh chị nào chưa bấm like nhớ ủng hộ một cái nút like đi trời ơi, năng nỉ anh chị nói rất là khang tiếng anh chị không hộ một nút like là rất là buồn nhá vì khi mà em làm làm livestream cho anh chị á, là phải nghiên cứu thị trường kỹ để mà lên đây mình chúng ta cho thị trường một cái góc độ là nó cụ thể chứ không phải là uh, thích lên là nói đâu không phải nói bừa nên là cũng phải tốn thời gian nghiên cứu mà tốn thời gian nghiên cứu thì sao ạ à? tốn sức khỏe hại sức khỏe như sao mình ngồi làm việc nhiều à, nên là anh chị dừng khoảng 3 giây ủng hộ một cái nhá đâu có mất mát gì đâu một cái nút like, một cái nút đăng ký kênh hoặc là một cái lời cảm ơn cũng được. Đó là một trong những cái phần giá trị về tinh thật nhé. Tết là những cổ phiếu nó vẫn ngang đi ngang thôi. Spring này bắt đầu kéo lên những cái điểm LPS Những cái điểm LBS ở đây, thanh khoản nó ở những cái mức thấp thì không thể nào mà nó phân phối nhiều ở đây được. Có chăng là những cái cú rũ thôi. Nhưng mà chờ vào sóng thì phải mất thời gian, nhưng mà cái mô tiếp là tích lũy lớn nha. Uh, MSB của mày nè, OCB. OCB này kéo chân đánh giảm mang quá con này nó hơi bốc cung. Cái volume nó to to nó hơi bốc cung có giống con gì? giống con hd băng đó chị giống con hd băng hơi bong cung nữa hơi này em không phân tích nhiều nha eb eb nổ trần một cây bắt đầu quay về quay về cái cái nền của nó mấy con này đánh nhọc lắm bị sao vậy vì nó nằm ở kênh dưới nó nổ trần một cái nó bắt đầu quay về những cái vùng kênh dưới này ông nào đu trần đây là thở oxy đúng không ạ em nhớ cái phiên nhảy trần qua ngày sau nó kéo trần cái nữa cuối phiên nó bị bán ngược ba ngày sau nó đạp lên. nhưng mà nhìn chung đây là tích lũy đâu là tích lũy nó quay về cái nền nó mai mốt cân bằng đây lại lại nó nó đi cái xuống là dòng cung á dòng cung nó lại đi lên tiếp nhưng mà điểm mua thì không có nha những con này thấy nó yếu đó cũng không khuyến nghị gì làm gì rồi cái tiếp những cổ phiếu thép đi với những những cái cổ phiếu thép thì chúng ta cần phải chờ cái quá trình nó hấp thụ là những cái lực cung và nó hấp thụ bằng cách nào bằng những cái vùng gì mất thanh khoản thì nhìn cái thanh khoản nó ngày càng bé nè ngon không trời ơi, phải nói anh chị là cực kỳ ngon luôn chứ ai kêu khổ lắm khổ lắm đây những con này mới tích lũy vài tuần nữa em sẽ hướng dẫn chị đánh một cái gì mới với cổ phiếu thép nha em thấy nó đang hấp thụ cái cây ut tôi nói khá là tốt đó. nên là anh chị nào mình đang có tiền thì anh chị chú ý giúp em chú ý lên cái chiến lược kịch bản cho em nha khi những cổ phiếu nó vào sóng thì em bước vào cái quá trình gì vượt đỉnh nha vượt đỉnh một năm đúng không mà cái đỉnh cũ của nó nè năm ngoái tháng tư nè vượt đỉnh 52 tuần đó trời ơi, đừng có đừng có đùa nha những cổ phiếu này anh chị phải cho vào sách dõi ngay đây nha thép đẹp quá trời đẹp luôn nè cần hấp thụ lại cái cây này ngày mai thì chưa có đi mua đâu nhưng mà anh chị chờ đi hấp thụ lại cái đó bắt đầu kịp cung nè đấy nên kiếm vậy nè những cổ phiếu này đang có cấu trúc là dốc lên đang có cấu trúc là dốc lên nhưng mà chưa kịp cung rất dễ có cái cú đạp nha nó đi lên từ những cái vùng không kịp cung nó nổ lên kiểu gì nó cũng có những cái cú đạp sau khi đạp nó mới là chân ái nhá sau đạp nó mới là chân ái rồi FMC những cổ phiếu bỏ đi nó bị bán tháo volume to quá thép thì đánh một vài con thôi hòa phát là ngày hôm nay tết cung đúng mà trời ơi, những cổ phiếu nào đi ngang vài tuần nữa thì phải nói là cực kỳ đẹp và khả năng là sắp tới dọc thép nó sẽ kéo thị trường đi lên trong khoảng một tuần rưỡi đến hai tuần nữa nên là anh chị mình lên một cái chiến lược chuẩn bị mua đi cho bây giờ mà anh chị mình không lên chiến lược chuẩn bị mua thị trường nó có kéo thêm anh chị cũng nghĩ nó là bô à. mà nó thật anh chị anh, anh chị càng sợ là nó càng lên là vì em cũng từng là như vậy mà nên là em mới ở đây để mà chia sẻ với mọi người á nhé chia sẻ với mọi người để mọi người cố gắng mình kiếm lời lợi nhuận sau cái pha thị trường đạt hay là sau cái pha downtrend 2022 thì anh chị phải cố gắng đứng dậy để mà mình kiếm tiền chứ anh chị có hai sự lựa chọn một là mình đứng dậy mình kiếm tiền hai là mình cục ngã rồi bỏ thị trường anh chị mình chọn cái nào chọn ok tôi lỗ tôi cắt lỗ 40% phần trăm cái tôi rời, rời bỏ thị trường tôi làm công ăn lương tôi làm việc khác ok à, thì ok thì anh chị thấy là thị trường nó không phù hợp nhưng mà nếu như anh chị mình cắt lỗ mà anh chị không lên cái sự chuẩn bị để mà anh chị mình kiếm lại tiền á không bao giờ mà anh chị đủ tiền cho thị trường này nó rút ghê lắm nha nên là anh chị hãy lên cái chiến lược giúp em và em sẽ ở đây đóng vai trò là gì người định hướng và người chia sẻ cho mọi người như ông lên báo ơi ừ, ông này ông lùa gà mà anh chị thấy là gì có ông nào lùa gà mà đào tạo anh chị 6 buổi miễn phí không ông nào lùa gà thằng anh chị để mua ITA hay là ông nào lù gà tặng anh chị những cái điểm ví dụ như là SSC Ví dụ em lù gà thì anh chị thấy là ờ em cho đi cái gì miễn phí thì anh chị có lấy đi, em đâu có thu bất kỳ cái đồng nào của anh chị. Anh chị cứ nhận những cái giá trị cái đã. Giống như bây giờ tự nhiên có ông nào ông kêu là điện thoại mày còn tiền không? Tao cho mày cái card 100 mày xài. Ok, ông cứ nạp cho tôi cái card 100 đi, đó về hộ nạp tôi card 100 đi. Rồi sau đó ông kêu là ừ mày bắn tao lại trăm rưỡi 200 thì thì tôi không bắn, tôi lấy cái card 100 của ông cái đã. Tức là nếu như người đó là cái người lù gà thì mình phải lấy được cái giá trị của họ cái đã. Mình có mất gì đâu mà sợ, đúng không ạ? Anh chị xem Youtube em, em đâu có thu bất kỳ một cái đồng phí nào đâu Nên là anh chị coi kênh của em á, cái gì hay anh chị thấy anh chị học Anh chị đúc kết nha, vì em quan điểm là người thành công Là người phải biết chia sẻ những cái giá trị mà Và nếu như anh chị mình follow em lâu thì anh chị biết là em hay đi từ thiện đúng không ạ? Hay đi phát bánh mì, phát cơm á, cho những người vô gia cư Đó là một trong những cái hành động nhỏ thôi Nhưng mà hy vọng qua những cái video này sẽ lan truyền một cái tín hiệu tích cực Lan truyền một cái giá trị để cho nhiều người giúp giúp thì một mình em giúp được khoảng 10 người nhưng mà mấy trăm anh chị mình xem ngày hôm nay anh chị sẽ có cho mình một cái gì à, một cái tinh thần mình cố gắng mình làm mình giúp đỡ cho cộng đồng thì 200 người thì nên nhân lên cái con số gấp 200 lần lần hình dung được mà đấy đó là anh chị nào mình thấy hay nhớ ủng hộ một cái nút like một cái nút đăng ký kênh nha rồi chung dòng thép thì đánh giá được cao được hoa sen hòa phát năm kim đẹp dầu khí thì à, vừa rồi giá dầu Brent nó tăng được khoảng ba trăm mấy bốn phần trăm thì ngày hôm nay có con BBC nó kéo sớm này mà đây là cái điểm test khánh phản bé những này em nghĩ sẽ có nhiều phục hồi nó đang nó uh, đang ngoắc lên á, đang ngoắc lên mà nó hơi lỏng nha hơi lỏng BVD này mấy test cung nha những cổ phiếu BVD mà trong tuần mà nó có những cái điểm nổ 10 triệu 10 triệu bật tăng trên 3 5 4 phần trăm là cái điểm mua nha BVS này nè bùng nổ khoảng 10 đến 15 triệu bậc tăng trên 3 5 4 trăm nó cũng là cái điểm mua cho anh chị đây là mô tiếp tí tích lũy nè. cái vùng giá vốn này đây là cái điểm gì spring cái điểm rũ bỏ cái điểm spring nhá yeah, đây là cái điểm spring cái điểm rũ bỏ nhưng mà uh, chúng ta cần phải chờ sự xác nhận ngày mai tết cung này no supply này tết cung này ok sau khi rũ bắt đầu kiện cung này con này chú ý đi vài phiên nữa rồi có đi mua tiệm xe báo chị trong nhóm nên là ai chưa tham gia room cộng đồng nhớ bấm vào bình luận tham gia room cộng đồng bên dưới giúp em nha năng lượng test tạo bây giờ chưa có sống đâu đấy nhìn chung gex đang test lại cái nền thôi chưa có sống nhưng cổ phiếu phải cần hấp thụ rất là lâu à có bc 1 nó quay về cái vùng giá vốn của nó nè con này anh chị chú ý nha nếu như bc 1 mà nó bắt đầu nó hấp thụ đây được khoảng hai tuần nha hai tuần nha kiệt cung nha dòng tiền vào nha một hãy nhớ mà chờ đấy anh chị em thấy nhiều con đang ở vùng giá vốn lắm rất nhiều cổ phiếu đang chờ mua mà không hiểu sao mà cứ sợ thị trường khổ lắm nha tập trung cho em về những cái uh, những những cái cổ phiếu đang là những cái vùng giá vốn và cái buổi này cái buổi vùng giá vốn em đã đào tạo chị trong cái buổi số 6 ai chưa tham gia ai chưa xem cái buổi đó thì để là bình luận tôi muốn xem tôi muốn tham gia thì em sẽ gửi link để anh chị mình vào trong đó cùng em hoàn toàn miễn phí nha rồi tỷ sản dịch này thì đang hấp thụ lại những cổ phiếu này kinh dưới Cái lực cung nó vẫn còn nhiều Đấy lên nè Kiểu dịch bị bán xuống là lên bị bán xuống nó đi rất sắc Đi hơi nhọc Có hàng thì chỉ chị giữ được còn điểm mua không có đâu Ngày mai tích cung còn rất dễ có những cái điểm bùng nổ quanh đây Mua thì em không mua nhưng mà khi mà em phân tích thì em thấy nó đã tạo đáy rồi nhá. TNG cũng vậy nè Những cổ phiếu nó đang cân bằng tạo đáy rồi Nhưng mà đi lên mạnh thì chưa thua đâu ý đi cũng vậy nè Nó phải tiêu hao cái lực cung nó nhiều lắm nên em không đánh giá cao những cái cổ phiếu này leader thị trường đâu Chị em một vài cổ phiếu bất động sản bất động sản công nghiệp thì mang ra đấy nhắc bất động sản phân tích luôn bất động sản ví dụ bất động sản chị nhìn những cái cổ phiếu như là, là sale nè đi lên từ những cái vùng không kịp cung thì nó không có bất kỳ điểm mua nào sáng ngày này ngày hôm nay thị trường trung chỉnh á nó giảm 3 phần trăm cuối phiên nó kéo lại tăng 0.4 đây là những cái lực cầu nè cái phiên này không kịp cung nè, nổ lên nè em nhớ cái phiên này nha có một cái anh trong room cộng đồng của em anh bắt khi thị trường khi con sale giảm 8 phần trăm giảm 7 8 phần trăm gì đó cái phiên này vậy chi cổ tức đầu đó hàng về đó bắt giá đỏ xong rồi qua ngày hôm sau qua ngày cuối phiên cuối phiên vào khai lại qua ngày hôm sau thì nó chỉnh rồi ngày hôm nay nếu như mà anh chị thấy là anh những cái cổ phiếu mà nó nổ từ vùng công cung này cái xác suất nó quay về test những cái vùng này rất là cao nên là em không mua những cổ phiếu bắt đáy là như vậy á nó rơi em biết ok đây là hỗ trợ đó nhưng mà gì nhưng mà cái khả năng nó quay lại test nó rất là cao em mua từ những cái vùng kiệt cung á những cái vùng này nè đây là những cái điểm mua con sale nè đây cái điểm mua sale cung nổ lên đây là cái điểm mua còn những cái điểm mua này nó không kiệt cung chứng tỏ là cổ phiếu cần hấp thụ chứ không phải là nó không lên được lên thì lên vẫn được nhưng mà nó vẫn cần hấp thụ và con xe nó vẫn cần đi ngang nha những con này anh chị chờ khoảng tính theo tháng một tháng nữa thì quay lại chúng ta sẽ cùng nhau đánh một cái con sóng bất động sản và bao nhiêu anh chị mình muốn đánh một cái con sóng bất động sản thì có thể bấm vào bên dưới bình luận tham gia room cộng đồng ngay nhá dg này cái trend giữ rất là tốt thì những cổ phiếu nó phải cần hấp thụ và ở đây nó có một cái gap khả năng nó sẽ kéo lên để mà lắp gap nha. bắt đầu mất về cái cái lượng cung kiệt về những chung ok cái dòng tiền này vào là dòng tiền để mà setup cái dòng tiền này và setup xong cái pha rủ này dòng tiền này dòng tiền vào để mà bắt đó, chứ không phải là dòng tiền bô đâu nhá dbg nhìn chung biển đi ngang đây dtd ngày mai tết cung con này mà ngày mai nổ bù nha con này mà ngày mai nổ bù nha là điểm mua nha chú ý cái điều này giúp em nhá giữ giá tốt quá mô hình vai đầu vai ngược á đức xanh là ngày hôm nay kéo lên có lúc uh, uh, itc kéo gần hai phần trăm giả mang nhìn chung những cái cổ phiếu lực nó có nó giảm dưới là có lực cầu vào à nhưng mà đây là những vùng gì kháng cự nếu mà ạ những cái vùng kháng cự thì nó phải cần hấp thụ và có những cái cú giật lên giật xuống đánh rất là nhọc nên em không mua những cổ phiếu này cái biên lợi nhuận mình không cao kiểu như là nó kéo được hai ba phần trăm qua ngày hôm sau nó chỉnh lại nó cũng như vậy à đó chứ không phải là nó không lên nhưng mà anh chị chờ đi bắt đầu nó có dấu hiệu là kiệt cung này những cổ phiếu phải kiệt cung thì mới là mua mới mua được cái dùng này, này rủ đi ngang kiệt cung là đây là cái điểm mua này còn những những cái điểm mua khác thì nó không kiệt cung thì rất là khó DS này đi ngang mô hình vai đầu vai vai đầu vai ngược nha tết cung ngày mai rất là dễ có cái điểm nổ HDC lỏng bắt đầu kia cung này test lại cái đường trung bình 15 phiên không thủng này. chờ đi ngang một vài tuần nữa đi anh chị mình coi đâu mình phải vội ví dụ đi ngang vài tuần nữa nó xác những mút đây nè nhiều khi nó mạnh hơn con xe rồi sao đúng không ạ còn ai biết được ở đây nó có đi ngang được hay không hay là bắt đầu nó rơi về những cái vùng phía dưới nó phía dưới cái đó phải tùy vào thị trường nhưng mà hiện tại thì nó không có điểm mua rồi những cái con như ndn nha những con này những cái quả trứng gà nó rơi sâu quá không ăn thua không múc Nam Long đẹp nè Nam Long mà ngày mai nổ một cái cây đó, đó khoảng bao nhiêu 7 triệu rưỡi 8 triệu nè nó nổ cao hơn cái này nó là vào sóng nha chính thức vào sóng nếu như ngày mai ngày mốt hoặc trong tuần nó một cây bảy triệu rưỡi tám triệu á cái volume nó phải to nha thì nó mới vào sóng được còn không nó sẽ đi ngang thôi đi ngang lệnh sình vậy thôi nhưng mà cái trend nó có ha ví dụ nó bùng nổ khoảng 8 triệu ở đây thì ngon múc đó. còn nếu nó không bùng nổ thì cho nó hấp thụ đi anh chị nhìn chung dự giá tốt thì trung chỉnh mà nó chỉnh bao nhiêu đâu tăng 0.5 có, có lúc trong phiên nó kéo hai phần trăm chẳng qua là gì nó đợi thiên thời để nó đánh này nó à, giống con gì giống con XC á không biết được khi nào nó nổ đâu đúng không ạ đấy năm long năm long này nó không biết được khi nào nó nổ đâu nên là chị cứ cho mình sẽ theo dõi cho em công nghiệp thì ngày mai em chỉ mua SC thôi SC dòng tiền vào rất là tốt con này khả năng là vào sống rồi con này tự một mình một ngựa nha đánh con bi giống BDR nó tự lên thôi sau ngày hôm nay không còn điểm mua nữa có hàng thì giữ được em biết kiểu gì đó, anh chị mình cũng sẽ có một vài anh chị á không phải là em em nói hết nha nhưng mà một vài anh chị mình nghe ông này phân tích mê quá ngày mai mua SSC nhưng mà nếu như anh chị có mua thì hãy nhớ giúp em quản trị vì cái điểm mua của em và điểm mua anh chị mình khác nhau cái cái hàng về nó cũng khác nhau nên em không lên đây để mà em kiếm hàng em không lên đây để mà để mà em hô anh chị mình vào để giá cho em đâu em không làm được những cái việc đấy nhưng mà em đang đi phân tích cho anh chị các bạn trước đấy nói mất lòng trước thì được lòng sau nhá anh à, chị đừng có mua rướng SSC nữa nó không còn điểm mua an toàn đâu đấy tiếp này Uh, BHR nhìn chung những cổ phiếu này chưa dòng tiền không chơi EDC nè con này ok nè con này ngày mai nổ khoảng 10 triệu đó là đẹp hôm nay mọi tiền ngày mai nổ 10 triệu đó là cái điểm mua nha chú ý đảm hết chất thì có một vài cổ phiếu riêng lẻ ví dụ BFC nè lợi nhuận hay doanh thu nó tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ ấy. đây là cái điểm pivot này. đây là tư thế gì anh chị mình biết không ạ à? đây là tư thế gì của con BFC đây là tư thế gì tư thế gì đấy bình luận giúp em đi đây là tư thế gì của con BFC Em đếm từ 1 đến 5 nha 1 2 3 4 5 Bình luận giúp em nha anh chị Tư thế gì ạ Em thấy một bạn anh chị bình luận đó Tư thế gì ạ Squat đúng không ạ à? Đấy nổ lên nè Test lại kéo lên Trời đánh bài bản sách đó khoa luôn Nhưng mà một số con như Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau thì không có điểm mua Em chưa thấy được cái nguyên nhân tích lũy của nó Nha. Chỉ có con BFC trong dòng này là ok thôi Đánh riêng lẻ anh chị Đấy, rồi bán lẻ này Debaco lỏng quá. DG đúp đang kỳ cung nhưng mà thiếu một cái điểm xác nhận. Kỳ cung nó cho và sách nó giỏi. Thiếu cái điểm xác nhận. LC nè, mua điểm này hàng về kéo tiếp. 54% nhìn chung ổn. À, bán lẻ thì nhìn chung phải chờ anh chị. Vì những cái con như là MWG hay là Masan nó rơi sâu quá. Nó kéo căng ngành. Rồi về cảng biển thì hạ, hạ, chịu giá tốt này À, bắt đầu kiệt cung nha con này khả năng sắp tới nó sẽ có câu chuyện hay đấy nhá em thấy nhiều nhiều dòng tích lũy quá nhiều dòng rơi về những cái vùng giá vốn quá chờ đi anh chị hôm nay kéo nhìn chung đẹp á nhìn chung những cổ phiếu tích lũy vài tuần nữa sẽ có điểm mua cho anh chị em mình nên là anh chị em mình nhớ đăng ký ủng hộ em chắc một cái nút like một cái nút đăng ký kênh hoặc là thấy hay có thể chia sẻ cho người thân bạn bè giúp em nha rồi những cổ phiếu nó phải cần hấp thụ chưa lên nghe được đâu bị bán khối lượng to quá nè bot rơi sau hồi hơi chậm à, đây là cái vùng bán tháo mà mà anh chị thấy cái vùng bán tháo nó lên nó nhọc lại nhằn lắm lên rít rắc lên này nó không phải đi xuống mực đâu nó không xuống mực như con bdr được nên đó là lý do tại sao phải nói là gì tỷ cỏ trồng hoa mà liệu cơ mà gấp mắm là như vậy anh chị tiền mình là hữu hạn mà bây giờ anh chị đánh full một tỷ vô con vót thì làm sao mà anh chị còn tiền chị đánh bdr những cổ phiếu khỏe phải là những cái cổ phiếu trên cao những cổ phiếu ít bị bán tháo và những cái cổ phiếu gì rơi rơi ít và hồi mạnh đó mới là những cái cổ phiếu khỏe đầu tư công thì như em chia sẻ bình thường thôi không có sống nhìn chung uh, vẫn đi ngang anh chị đừng bỏ tiền vào những cái nhóm này em thấy nó có thể là anh chị mình thấy thích nhưng mà em thấy dòng tiền nó không vào nhá những cái nhóm này, này không phải những cái dòng tiền vào đó đó là anh chị mình cứ tập trung tiền cho những cái thằng bất động sản là ok chờ đi anh chị nhá rồi trụ cũng không có gì mới vjc vít này, bắt đầu tách đáy kéo chân lên vinamilk cũng đang tách đáy thôi không có gì quá hot với trụ Đấy, một số cổ phiếu Benny thì sao Benny thì nó đang test lại có một vài con ví dụ như là em thấy có con DRH nè DRH test cung là con này rất là dễ có những nhịp nổ nha đấy ai thích đánh mini săn điểm nổ con này được rất dễ có điểm nổ này DRH test cung này, hay là con KHG KHG khả hoàng nè hay là con gì con DSS nè những cái điểm test cung rất dễ có những cái điểm nổ dành cho ai thích săn điểm nổ rồi tóm gọn anh chị một cái vấn đề là hiện tại thị trường của chúng ta test lại cái đáy một nghìn một 090 một nghìn bao nhiêu một nghìn đây khá là ok và cái trend nó có rồi và với cái cấu trúc này thị trường cần phải hấp thụ do những cái cổ phiếu chứng khoán bất động sản thép đang ở những cái vùng kháng cự lớn và đang dao động tương đối khá là lỏng thì nó phải cần có những cái pha giật lên giật xuống và kiệt cung và hiện tại anh chị sẽ thấy là thị trường có những cái cái sự nghịch lý cái sự phương hóa trong một cái nhóm ngành và cái chia sẻ chị ở đây là anh chị tập trung hết vào cổ phiếu cho em đừng tập trung vào thị trường sẽ có rất nhiều cổ phiếu dẫn dắt nó nổ lên trước rồi thị trường nó mới đi lên hứa anh chị luôn nha nên là anh chị đừng đang, đang cầm vàng á, thì đừng có để vàng rơi giống em nói vui vui nha nói vui trong trong cộng đồng là gì anh chị cầm vàng thì đừng có để vàng rơi có vợ đẹp thì phải biết giữ có vợ đẹp mà không giữ thì thằng khác nó giữ giùm đúng không ạ đấy đang cầm những con siêu cổ như BDR thì bán làm cái gì khổ lắm nha thì quan điểm của em như thế thôi và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem cái buổi live và nếu như anh chị mình thấy thích cũng như là uh, có những cái thắc mắc thế nào là có quả tennis thế nào là một cái quả trứng gà hay là anh chị mình muốn tham gia vào trong khách hàng của em để mà đánh một cái nhịp mới có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trầm hình để mà em hỗ trợ anh chị và nếu như anh chị mình thấy hay nhớ ủng hộ em chắc một cái nút like, một cái nút đăng ký kênh và ai chưa tham gia room cộng đồng tranh thủ bấm vào bên dưới bình luận tham gia room cộng đồng ngay để mà tránh bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất nha và nhớ ủng hộ em like cũng như là một cái lời cảm ơn để mà thúc đẩy những cái giá trị tinh thần cảm ơn anh chị cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu xem cái buổi like chúc cả nhà buổi tối ngon nhất và hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp nhé.